Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Đền thờ cha là một tòa, thờ mẹ tổng mẫu, thờ hội đồng ba cấp Phật Thánh Tiên là đại diện Ngọc Phật Tổ Hồ Chí Minh, và thờ hội đồng quân pháp nhà trời đại diện là Bắc Giáp. Thì hôm nay đoàn tâm linh đất Việt chúng tôi gồm đại diện địa phương là có Nguyễn Văn Tặng là trưởng văn hóa xã Xuân Vinh, đại diện là Nguyễn Đức Dực là ban quản lý di tích, và đoàn tâm linh đất Việt Hà Nội chúng tôi về đây Nguyễn Thị Tâm chủ nhang tâm linh điện, sóng bóng với mẫu Đào Thị Nhung, sóng bóng chị Nga cô Chiến Thiên và Đào Thị Loan sóng bóng tương quân các hồn, và Hoàng Thế là cựu chiến binh của quận Hà Đông, và con xin là có cháu Nguyễn Văn Đoàn là lại quay phim. Thì cũng xin nhất thiết nhất thành nhất tâm hôm nay tôi thay mặt là đoàn tâm linh đất Việt trong đoàn đi về đến đây cũng nói là bây giờ ta xin để có một hồi ba tiếng chuông kính lễ đến hội đồng các cấp trung ương tòa trời, đại hội đồng gia đình kiểm soát kỳ tư đang ngự trên 38 tầng trời, hội Long Hoa khai hội tiên rồng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh đang ngự trên 36 tầng mây, và xin trình đến ba tòa trời, tòa âm, tòa trần gọi tắt là thiên ngàn âm ma cõi, kính các hồn liệt sĩ của xã Gia, thôn Gia Hòa, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh nói Việt, Thái Bình nói riêng, và tất cả các hồn của thành của tỉnh Thái Bình nói riêng, và xin mời tất cả các hồn liệt sĩ của 63 tỉnh thành, hồn liệt sĩ của nghĩa trang Trường Sơn, hồn liệt sĩ của đường 95 Lào, hồn liệt sĩ của Thanh Cổ Quảng Trị, và hồn liệt sĩ của Khe Xanh sông Thái Hãn, và con xin mời hồn liệt sĩ của mẹ Bích Châu, cha Duệ, vua Trần Duệ Tông đánh quân Diêm Thành cửa biển Kế Anh Hà Tĩnh, và con mời 10 cô đồng lộc. Con cũng xin kính cẩn nghĩa mình mời các đơn vị pháo binh đánh trận đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ ngày hôm nay, đoàn tâm linh đất Việt chúng con về thôn Gia Hòa, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, mà nơi con về đầu tiên là đã được nhận được lệnh của các hồn ở đền Kim Cương là hơn 600 hồn, và vị chu vi vị vòng quanh các hồn ở đây là hơn 1.000 hồn. Thì con cũng xin là hôm nay đại diện Nguyễn Thị Tâm con là chủ nhang pháp sư tâm linh điện Hà Đông Hà Nội, và Đào Thị Loan là tướng quân các hồn, trong bóng tướng quân các hồn về đây cũng xin là cùng với ban lãnh đạo địa phương là Nguyễn Văn Tặng trưởng ban văn hóa, Nguyễn Đức Dực ban quản lý di tích, và cùng đoàn Hà Đông chúng con là có Hoàng Thế cũng là cựu chiến binh Hà Đông và cháu với phim, thì hôm nay về thắp hương và nguyện mình kính cẩn tri ân là cũng xin một hồi ba tiếng chuông để mời tất cả các hồn về đền Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ạ. Văn hóa rồi thì cũng là ban quản lý di tích đại diện mặt trận tổ quốc, thì chúng tôi về để làm lễ tri ân các hồn tại đền, đây là cũng là nhận được lệnh của cha của mẹ, vì đền Kim Cương Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình là thờ một tòa cha mẹ, đây là một cung đạo trời, cung trời đạo lợi của nhà trời, cho nên là hôm nay đoàn tâm linh đất Việt chúng con về đây về để lễ tri ân các hồn, mà xin phép vào lễ vào đầu buổi chiều. Thì nhất thiết nhất thành nhất tâm bây giờ con xin để chiêu kính cha kính mẹ kính các cấp nhà trời, con xin chiêu hồn các hồn để về đền Kim Cương Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, cậu bé của các họ cùng đi ngày hôm nay, con cháu đâu các cụ đấy, thì con xin cùng mời nhất thiết nhất thành nhất tâm con xin để chiêu hồn các hồn liệt sĩ để về đền Kim Cương Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Hôm nay là ngày 25 tháng 7, tức là ngày niên Canh Tý, xin triệu thỉnh chư chấn linh hồn liệt sĩ thôn Gia Hòa, xã An Vinh, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cùng tất cả các hồn trong 63 tỉnh thành
về tại đền Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Bình Phụ, tỉnh Thái Bình. Đây là một cung trời đạo lợi của nhà trời. Và đoàn tâm linh đất Việt chúng con là không tiền vàng ngũ mã. Đây là con đường mới nhất của nhà ngài, lập tại đền thờ Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Thì cũng xin ra huệ để chứng tâm cho ban lãnh đạo địa phương ở đây là đó có cái tâm để mà lễ trời, lễ đất, lễ cha, lễ mẹ, mà trực tiếp quát hương thờ mẹ tổng mẫu địa to nhất trời đất tại ở nơi này. Thì con xin là nhất thiết nhất thành nhất tâm, cha mẹ đã về thì chúng ta, cha mẹ ở đâu thì con cái được bình yên. Đấy. Con xin chưa hồn. Hỡi hỡi các chữ hồn liệt sĩ, sau ba tỉnh thành đất nước Việt Nam, hồn liệt sĩ thành tỉnh Thái Bình nói chung, và hồn liệt sĩ Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ nói riêng. Nhớ thuở xưa non sông gian khó, bao kẻ thù dòm ngó, sợi tóc ngó hầu tăng thương, gắt chữ hồn đến đường nhập ngộ, để cha già con nhỏ mỏi mong, có hồn vợ trẻ con bồng, xa đi không để một dòng thơ riêng. Có hồn con còn hài nhi tấm bé, vội thơm con lặng lẽ lên đường, một đi không lại quê hương, cha thương mẹ nhớ vợ mong con chờ. Sống mũi gọi theo cờ hồn tiến, nào giá trí nguy hiểm tầm thân, máu rơi trong tỉnh thời gần, đồng chúng chiêng khoảng xa xăm nước Lào. Có hồn mất khi còn cú cháy, hồn lần biên rừng tại Lạng Sơn, đặc tô tân cảnh cũ năm, đồng sai Quảng chị màu thân núi thành. Có hồn đánh Tây Ninh Huế cổ, dọc Trường Sơn đến ngõ Sài Gòn, Quảng Nam bên cát Vĩnh Long, biên cương ngoài Bắc phía trong tung hoành. Về tại đền Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, đoàn tâm linh đất Việt chúng con xin về chiên. Hỡi hỡi các chư hồn ơi, hỡi hỡi các chư hồn ơi, dẫu hồn còn theo đám mây trôi, hoặc đứng ngọn cỏ, hoặc ngồi cành cây, giữa các hồn về đây thụ lễ. Toàn dân ra đây để đón hồn về, về đền thờ Ngọc Phật Hồ Chí Minh, thỉnh vã phân kinh, hoa thơm quả ngọt. Hoa thơm quả ngọt khói hương ngọt ngào, thừa lộc Phật thương hoa quả trái, nải chuối vàng sánh mịn tình thân. Dân ta tháng tháng tuần rằm, các chư hồn lễ Phật cùng dân cúng cầu. Hỡi các liệt sĩ với lâu xa vắng, mau về đây lễ Phật nghe kinh. Xin mời về đền Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ạ. Về với xóm làng, độ trì phù hộ xóm làng, hỡi hỡi các chư hồn liệt sĩ, anh hùng bất tử, ưu tú của ba miền Bắc, Trung Nam nói chung, và hồn liệt sĩ tỉnh Thái Bình nói chung nữa. Đền Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình nói riêng, và con xin mời tất cả các hồn của ba miền về đây. Vì đoàn tâm linh đất Việt chúng con đại diện cho cả một cung trời đạo lợi của nhà trời, mà nơi An Vinh này thờ cả mẹ tổng mẫu to nhất quả đất, dân là chưa biết để mà thờ, nhưng mà riêng xã An Vinh, Quỳnh Phụ, Thái Bình là thờ mẹ tổng mẫu to nhất, và thờ một cung trời đạo lợi của Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Sau này bác là Phật tổ của toàn hành tinh chứ không phải là của riêng Việt Nam. Đền, khi tổ quốc trong cơn biển lửa, của lúc non sông thảm họa chiến tranh, sĩ anh hùng vì nước hy sinh, gan giác sĩ có giá gì còn ai mất, cũng có lúc nằm gai nếm mật, nhớ những cái nắng núi mới ngàn, quyết quân mình cho tổ quốc vinh quang. Dầu dầu ngọn cỏ nơi chiến trường, vì nước quên thân, lòng thành toàn đảng toàn dân, nhớ người liệt sĩ lưu danh sử vàng. Hỡi hỡi các anh hùng cám lên đầu bạc, nơi chiến trường đã vì nước quên thân, toàn dân ta thương tiếc vô cùng, tạc bia đá đúc tượng đồng nhớ ơn. Thôi các linh hồn đừng nén suy nghĩ, chỉ làm trai đã để lại dấu thiêng, độ cho dân ta nước thịnh nhà yên. Linh hồn các liệt sĩ có trong lễ đàn, thì xin mời theo làng cõi hương, về đền thờ Phật tổ Hồ Chí Minh, Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, vào đầu giờ chiều ngày 25 tháng 7, tức là 5 tháng 6 âm lịch, để đoàn tâm linh đất Việt chúng con xin tri ân các hồn cùng với cán bộ địa phương và các Phật tử xa gần xin tri ân các hồn để nhớ ơn A Di Đà Phật. Ngày 27 tháng 7 năm 2020, đại diện và trưởng ban văn hóa xã là Nguyễn Văn Tặng, rồi là đại diện chủ quản lý đền là Nguyễn Đức Hực, cùng với đoàn tâm linh Hà Nội chúng con về đây để xin mời tất cả các hồn buổi chiều là 25 tháng 7 chúng con sẽ vào làm lễ tri ân, mời tất cả các hồn 63 tỉnh thành cũng như là hồn liệt sĩ của tỉnh Thái Bình, của Hà Nội về đây. A Di Đà Phật.
khi mà tâm hồn đứng lùi xuống cho thẳng hàng vậy. Anh đi là Phật. Xin tất cả trước tượng đài chủ tịch quốc huy công của xã An Vinh, chị chuẩn bị làm nghiêm. Một phút chưa anh bắt đầu. Cuộc chiến đã đi qua gần 40 năm, nhưng sự tàn khốc mất mát hy sinh vẫn còn đó. Có niềm vui chiến thắng nào mà không phải trả giá bằng máu và nỗi đau mất mát? Những người được sống và đang sống xin bày tỏ lòng thành kính của mình bằng việc thắp nén tâm nhang tri ân các anh, những người chiến sĩ đã ngã xuống năm xưa, những người đã hiến dâng trọn đời mình cho dân tộc. Các anh là liệt sĩ đã mãi mãi không trở về. Các anh đã gửi lại máu xương của mình trên khắp đất mẹ thân yêu. Gia đình mất đi những người ông, người cha, người chồng, người con mẫu mực. Đất nước mất đi những người con ưu tú nhất, nhưng vẫn còn đây những chiến công bất tử của các liệt sĩ đã để lại cho đời trái ngọt và thơm. Thank you.
nắng ngắm khắp toàn cầu chấn động mẹ nơi nơi non sông nay đã dạng người. Non sông đang vững bước trên đường mà đổi mới, ta vươn mình bay tới nắp mai trời xanh rực rỡ nắng mai. Trời xanh. Khắp toàn cầu lòng ta vẫn nhớ nơi nè bát dày xây quê mình giàu đẹp văn minh ấm êm khắp mỗi gia đình này. Hôm nay trong không khí trang nghiêm oai hùng chói lọi ngưỡng nguyện Phật Thánh Tiên kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ, ban quản lý di tích lịch sử Kim Cương Tự được đón tiếp các vị khách quý đại diện cho đảng chính quyền địa phương, đoàn tâm linh đất Việt Hà Nội về dự lễ kỷ niệm 73 năm ngày thương binh liệt sĩ. Ban tổ chức lễ hội xin trân trọng kính mời đoàn về dâng hương dâng hoa tại đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh. Xin trân trọng kính mời. Thank you.
xin tạm dừng ở đây. Tín đồ Phật tử nhân dân Bản Hạt cùng đoàn tâm linh đất Việt Hà Nội nghiêng mình tỏ lòng thành kính tưởng nhớ và biết ơn vô hạn tới Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến cả cuộc đời mình cho độc lập tự do, cho dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Chúng ta cùng nhau tưởng nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng liệt sĩ, những người con yêu dấu của quê hương An Vinh đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để non sông đất nước quê hương Việt Nam được ấm no hạnh phúc như ngày hôm nay. Hôm nay đứng trước các anh linh anh hùng liệt sĩ, thay mặt ban quản lý di tích lịch sử và đoàn tâm linh đất Việt Hà Nội luôn tự hào và nguyện sống chiến đấu lao động học tập theo gương Bác Hồ vĩ đại, đồng thời phát huy truyền thống tốt đẹp của quê hương, tiếp bước những truyền thống vẻ vang của các lớp cha đi trước, cùng nhau phát triển kinh tế, xây dựng quê hương ngày một giàu đẹp hơn. Bằng tất cả sự thành kính tri ân và tin tưởng, chúng ta nguyện cầu anh linh các anh hùng liệt sĩ phù hộ độ trì tự ý. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban quản lý xin trân trọng giới thiệu trưởng đoàn đoàn tâm linh đất Việt. Tôi xin ý kiến là trước hết là cho tôi kính chúc đến đảng ủy ban và các đoàn thể của địa phương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình ngày hôm nay kết hợp cùng với đoàn tâm linh đất Việt và đoàn bộ đội nhà Phật của Hà Đông và cùng các Phật tử địa phương ngày hôm nay về tri ân 73 năm ngày giải phóng và tri ân các hồn của ngày năm 2020 ngày 25 tháng 7 tức là mùng 5 tháng 6 âm lịch. Thì cho phép tôi được trước hết là kính lên các cấp trung ương tòa trời, đại hội đồng gia đình kiểm soát kỳ tư đã ngưỡng thân 38 tầng trời, hội Long Hoa khai hội tiên rồng đứng đầu chủ tịch Hồ Chí Minh, các bác anh em đứng đầu tổ hội đồng kiếp kiếp đang ngưỡng trên 36 tầng mây, Nguyễn Thị Tâm pháp sư chủ nhang tâm linh điện cửa trời thiên vương, cửa tòa thiên ngọc Phật Hồ Chí Minh, cửa điện mẹ tổng mẫu sóng bóng ghế mẫu. Thứ hai là Đào Thị Nhung, số nhà 6, ngõ 8B, phường Điện Yên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, sóng bóng chị Nga, cô Chiến Thiên, ngày hôm nay dâng toàn bộ đàn lễ về đây để tri ân các hồn và dâng một số hoa về ủy ban, về hội trường của thôn Gia Hòa, xã An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để tri ân tới Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Giáp, Bác Thanh, Bác Tôn, Bác Đồng, ba tư đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam với tất cả những người con ưu tú của nhân dân làm nên chiến dịch Điện Biên Phủ chấn động năm châu lừng lẫy địa cầu. Và xin trân trọng kính mời Bác Giáp, Bác Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đứng âm đang thống lĩnh ba quân. Và con cũng xin trân trọng kính mời đại các đời vua Hùng, 18 đời vua Hùng, 8 đời vương đế đại danh Trương Chắc Chương Nhị, vua Đinh Tiên Hoàng, vua Lê Đại Hành, vua Lý Thường Kiệt, vua Trần Ấn Đạo, vua Lê Lợi, vua Nguyễn Huệ, Quang Trung. Vua xin mời 14 đời vua Trần, vua Đinh, vua Lê, vua Nguyễn ở Ninh Bình, 8 đời vua Lý Từ Sơn Bắc Ninh, cùng với tất cả các hùng hồn bất tử, ưu tú của nhân dân ba miền Bắc Trung Nam, hồn liệt sĩ thành cổ Quảng Trị, hồn liệt sĩ nghĩa trang Trường Sơn, hồn liệt sĩ của đường Chín Nam Lào và hồn liệt sĩ của Khe Xanh sông Bạch Hãn, hồn liệt sĩ của mẹ Bích Châu, vua Trần Duy Tông đánh quân Chiêm Thành cửa biển Kỳ Anh Hà Tĩnh, mời cô đồng lộc của ba cuộc chiến con xin kính mời. Và con xin kính mời tất cả các hồn liệt sĩ đánh trận pháo binh đầu tiên mở màn chiến dịch Điện Biên Phủ ở đồi A1, A2, tỉnh Điện Biên, con xin mời về. Và cùng mời tất cả các hồn bất tử ưu tú ba miền Bắc Trung Nam đã có công và các hồn vì nước vì dân quên thân làm nhiệm vụ. Và hôm nay đất nước Việt Nam, thành phố Hà Nội, tất cả toàn bộ 63 tỉnh thành của thành phố của đất nước Việt Nam được sống hòa bình cũng là nhờ đến ơn đến các
vị lãnh tụ tối cao, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Bác Tôn Đức Đồng, Bát Tư Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và tất cả các hồn bất tử yếu tố các đời vua đã làm nên chiến dịch để cho nhân dân được sống tự do, hạnh phúc và hòa bình đến nay là 73 năm. Để tỏ lòng biết ơn đoàn tâm linh đất Việt chúng tôi cùng đoàn bộ đội nhà Phật Hà Nội, chúng tôi về đây lập một đền thờ cho gia đình, cũng là gia đình Đào Thị Nhung dâng về đây, và cũng là để đây là việc của nhà trời, đây là một cung trời đạo lợi của nhà trời, chứ không phải là đây là cửa mà, cửa rất là của nhà trời. Thờ mẹ Tổng Mẫu, mẹ là to nhất của đất, con xin mời mẹ, mẹ đứng trên quả địa cầu, mẹ sinh ra Bồ Tát thần tiên, mẹ sinh ra vạn vật trên thế gian này, hóa thân lần thứ nhất mẹ Ốc Cơ, lần thứ hai mẹ Liễu Hạnh, lần thứ ba mẹ Hoàng Thị Loan. Con xin mời ba cha Ngọc Hoàng Thượng Đế là phu quân của mẹ Tổng Mẫu, cha Quốc Tổ phu quân của mẹ Ốc Cơ, cha Ngũ Tinh Chắc là phu quân của mẹ Hoàng Loan, là ba đời Đức Quốc Mẫu. Vạn đoàn tâm linh đất Việt chúng con, ba linh ghế chúng con xin trân trọng nghiêng mình kính cẩn mời mẹ về đền Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình. Và lập đền thờ của mẹ tại đất này thì mẹ cũng là có mẹ ở đâu, có cha ở đâu là cũng che chở phù hộ cho bản điện và cũng là dân bản xứ ở đây được nâng nhờ cùng các ban lãnh đạo địa phương. Và con xin nhất thiết thành nhất thân con mời mẹ đệ nhất thượng thiên, đệ nhị thượng ngàn, 18 cửa rừng, 12 cửa biển, 8 chữ cửa ngàn của mẹ, 32 phủ địa linh hoàn tất. Mẹ đang thường trực ba tòa thánh mẫu mẹ hiền, mẹ vào sổ chống tên cho đoàn tâm linh đất Việt chúng con, bát ghế chúng con nghiêng mình kính cẩn kính mời. Và cũng là cùng đoàn bộ đội nhà Phật Hà Nội cùng với ban quản lý di tích, ban lãnh đạo địa phương, đảng ủy ủy ban Gia Hòa, An Ninh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cùng các Phật tử xin nghiêng mình kính cẩn mời cha mẹ cùng các cấp nhà trời, các cấp Long Hoa về để chúng con nghiêng mình kính cẩn tri ân. Và đặc biệt là mời các đời vua, các hồn bất tử yêu tú nhân dân ba miền để tỏ lòng biết ơn. Và cũng là xin để nói cho tất cả chúng ta được biết, vì các anh rất có công mà các anh bây giờ là đang làm chủ đường tâm linh, đang giúp cho các đời vua, và các đời vua lại đang giúp cho Kim Cương Ngọc Phật Tổ Hồ Chí Minh hoàn thành công trình thiên thiên nhà trời. Bác là người đỗ cao nhất của ba cõi, một là Phật Bác cũng đỗ, Thánh Bác cũng đỗ và Tiên Bác cũng đỗ, cho nên là ba cấp Phật Thánh Tiên của thế kỷ 21 cũng là đều là Bác, và cũng là sau này đất nước Việt Nam chỉ có một cung trời đạo lợi, chính là Phật Tổ Hồ Chí Minh, sau này là Phật Tổ toàn hành tinh. Thì con cũng xin nhất thiết thành nhà tông con được người chỉ bảo và cũng là ban Facebook thần văn quyền văn pháp văn đón cho phê lệnh thiên đình giấu ở tòa ngày hôm nay cho ba con ghế và thân chúng con đại diện cho đoàn tâm linh Việt là bộ đội nhà Phật của Hà Đức Hà Nội về tại đền Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cùng với ban lãnh đạo địa phương rồi ban quản lý di tích. Chúng con xin nghiêng mình kính cẩn tri ân ngày các hồn để nhớ công ơn, mà các hồn cũng là đang là những người làm chủ đường âm, mà các hồn lại đang trực tiếp là giữ kho thuốc thần của mẹ Tuyết Sơn và cụ Tứ Đại. Muốn xin thuốc chữa bệnh cho con cháu thì cũng mời cụ Tứ Đại để xin thuốc thần chữa bệnh cho con cháu. Thì con cũng xin là được mời năm mẹ Quan Âm, Hồng Nhung, Tuyết Sơn, Phổ Hiền và Văn Thù đại diện cho 108 vị Phật, cũng là đại diện cho 4.930 vạn Phật trong ngành Phật của thế kỷ 20, Phật Pháp Tăng và Tam Bảo và ba cấp Phật Thánh Tiên của thế kỷ 21. Con cũng xin mời ba ngôi Tam Thế Ngọc Phật Hồ Chí Minh, Phật Di Đà, phụ trách cõi Tây Phương Cực Lạc, Phật Di Lặc thay Phật Thích Ca là không gian bốn chiều từ bi hỷ xả, chữ từ người ban vui, chữ bi người cứu khổ, chữ hỷ vui thực lòng, chữ xả là ngài cứu thứ là xả vô lượng tâm. Thì con cũng xin phép mời các tổng mấy trời, tổng sao trời, con xin tấu sao bạn, sao trời, tổng sao, và con xin là con tấu đèn thần gương thần, con tấu có bộ liên thông quá cõi, có đèn thần soi dọi gọi cha soi về lại đèn Kim Cương Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình để cho tất cả ban lãnh đạo địa phương, rồi đoàn tâm linh đất Việt chúng con và đoàn bộ đội nhà Phật cùng với đoàn các bác ở trong trong địa câu lạc bộ của huyện về để chị tất cả chúng tôi tưởng nhớ đến các đời vua, tưởng nhớ đến các hồn để tri ân
73 năm mang lại hòa bình độc lập. Thì xin là con lại mời bác Giáp, bác Thanh, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Hoàng Âm và các xin mời đại diện cho Hội đồng Tư pháp Nhà Trời, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Viện Kiểm sát, Tòa án tối cao, đại diện là ngành giao cho Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Lương thực, Bộ Văn hóa Thông tin, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Văn hóa và Thông tin. Thì xin nhất thiết nhất thành nhất tông con xin Hội đồng Chúa Trầu, Hội đồng Hạ Quan, Quan Ngũ Hổ, Ngũ Dinh, Bạch Xà, Quan Long Thần Rùa ở đây con xin 33 dấu ấn của Chúa. Con xin để tất cả những người có mặt ở đây xin Chúa độ, Chúa phù cho nhà nào làm đấy sức khỏe, trí tuệ, may mắn, bình an. Và toàn đoàn chúng con cũng như Bộ Đội Phật, ban lãnh đạo địa phương và các Phật tử về đây để chúng con xin làm lễ chào cờ để mời tất cả các hồn về tiên. Đây đất Việt Hà Nội có lời vàng ánh ngọc để chúc mừng đại lễ hôm nay. Tiếp theo chương trình, ban tổ chức lễ hội xin trân trọng giới thiệu thầy Đinh Đức Sì, người đã có bao nhiêu công lao cống hiến cho sự nghiệp để xây dựng và bảo tồn di tích. Có đôi lời phát biểu trong đại lễ. Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Con lạy trời, con lạy Phật, con lạy bác, con kính chào các vị lãnh đạo, kính thưa các vị lãnh đạo đảng chính quyền của địa phương, kính thưa thầy Tâm, kính thưa toàn thể các anh bộ đội đã ở chiến trường Trường Sơn về phía mặt trận miền Nam, các anh đã chiến đấu. Ngày nay các anh đã tuân đồng công lệnh, các anh giết giặc nơi xa, không may các anh trúng tên lửa đạn. Ngày hôm nay sự tổ chức làm lễ tri ân đây là do thầy Tâm là trưởng đoàn ở đoàn bộ đội huyện tỉnh Hà Nội và đoàn huyện Quỳnh Phụ là do Đinh Đức Sì là trưởng đoàn. Hôm nay chúng tôi về làm lễ tri ân không biết nói gì, chúng tôi thắp chuẩn nhang thơm kính cẩn để tưởng nhớ công ơn lao động to lớn của các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì nước vì dân. Nay ban quản lý nhà chùa, tôi đại diện nhà chùa không biết nói gì, xin chỉ biết xin cảm ơn đoàn Phật tử tín đồ tại tỉnh Hà Nội, Quân đội Nhân dân Việt Nam, cảm ơn đoàn quân đội câu lạc bộ huyện Quỳnh Phụ hôm nay về dự và cùng toàn thể các Phật tử tín đồ hôm nay về dự. Tôi không biết nói gì, xin đại diện cho ban quản lý một lời trân trọng và cảm ơn trưởng đoàn thầy Nguyễn Thị Tâm và cùng thể trong quý vị trong các đoàn thành viên. Nam mô A Di Đà Phật. Tất cả bây giờ là đoàn bộ đội ấy, thì tôi xin ngoài giờ xin nhắc nước câu như này. Từ giờ phút này là các đồng chí ở câu lạc bộ huyện, do ở nhà thì cho tôi phụ trách, nhưng mà về đây là từ giờ phút này là do dưới quyền của đồng chí Tâm phụ trách, mà các đồng chí liên hệ chào cờ hoặc hát những việc gì bài nào là các đồng chí phải xin ý kiến của đồng chí Tâm và xin lệnh. Tất cả các đồng chí nghe rõ chưa? Ban quản lý xin cảm ơn thầy Đinh Đức Sì. Vâng, thay mặt ban quản lý và xin cảm ơn đoàn. Vâng, tiếp theo chương trình xin tất cả các quý vị thật nghiêm trang, chuẩn bị quần áo rất chỉnh tề để chuẩn bị làm lễ chào cờ. Nghiêng chào cờ.
Giang Sơn Việt Nam. Hùng vương tinh phúc đức xây dựng nước, bốn ngàn thu vang khúc anh hùng ca. Dù biên thiên niên tháng muôn cờ thế hiên ngang, hoành sơn vươn núi cao, người Việt Nam phấn đấu không ngừng, tiếng hiên ngang kiên cường vững tin càng tiến lên, tiến lên đại vinh quang chói ngời, toàn dân Việt Nam dạng danh muôn trái tim rộng tiền, màu vinh quang cơ đói sao vàng, thái thanh cao Việt Nam Hồ Chí Minh, hòa bình chung thế giới chân tình, sống chung vui nhân nhập từ bi quán. Dân muôn người đương sống độc lập tự do là nhờ công vua hùng dựng nước, toàn dân ta xin thề với đấng vua giữ truyền thống nước anh hùng muôn năm, toàn dân Nam tâm linh học đức cha chí để đời mạnh khỏe thọ vinh, lời thề nguyên ước với hồn vua cha, toàn dân Nam thờ phụng tài gia, mời các vua với hồn thiêng lương xưa xuống nhà dân nước dân nguyện tôn nghiêng, mời hồn thiêng anh mình về với muôn dân dân nước bình an. Sao vàng phong phơi anh hồng sáng tươi, toàn Việt Nam đón chào ngày mới, Hồ Chí Minh dẫn toàn dân nước ta vững bền tranh đấu cho đời chúng ta. Hồ Chí Minh muôn năm giải phóng cho nhân dân xây dựng non nước Việt Nam. Tiếng người tha thiết kêu gọi bốn phương, cờ vung lên quân thù gục xuống, Hồ Chí Minh sáng ngời gương đấu tranh vững bền đưa chúng ta vượt khó khăn. Hồ Chí Minh muôn năm trải lối cho nhân dân đến ngày chiến thắng về sướng muôn lời hát ca, trời Việt Nam hòa bình nở hoa, Hồ Chí Minh muốn toàn dân sướng vui vững bền xây đắp nên đời tham tươi, Hồ Chí Minh muôn năm người sáng soi tương lai ơn này ghi. Thank you.
sự hưng thịnh và thăng hoa của đất nước Việt Nam yêu quý muôn đời, trước anh linh của trời cha đẹp mẹ, trước anh linh của nữ hồn thiêng sông núi đầu nhà, trước anh linh của Hồ Chủ tịch Hồ Chí Minh, chúng con xin nguyện cầu Hồ Chí Minh người là viên ngọc sáng soi nhân loại, người đi năm châu bốn biển hoàn cầu học phép nhiệm màu để cứu lấy giống loài quê hương, bao năm đau thương chạy có thông gió trùng dương, người quê một đường đưa giống loài qua nơi lầm than, con đường sáng chói giấu dấu dân tộc cho cuộc đời cho thế hệ mãi mãi không bao giờ phai. Nay linh hồn người lại trở về sáng soi nhân loại, người mang sắc lệnh của cha trời, người xuống cõi đời dương thế Việt Nam, người xóa tan đau thương chìm đắm trong ngục tù năm tối qua bao ngàn năm, qua bao thế kỷ, qua bên cạnh thảm tàn địa ngục của tâm linh, người quyết mang sắc lệnh của cha trời xóa tan màn đen tối nhân loại cho loài người để cứu lấy một lương tâm. Hồ Chí Minh cho anh của người, con xin nguyện cầu người cho nhân loại loài người chúng con được sống trong một thế giới hòa bình, được sống trong một tình thương giai cấp, một tình thương giai cấp vô sản, một tình thương bất đồng hòa, một tình thương của nhân loại trong miền năm châu. Hồ Chí Minh trước anh của người, chúng con xin nguyện thề mãi mãi người con đứng dưới ngọn cờ tổ quốc Việt Nam, được dựng xây dựng vinh quang, dân 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 được lo ấm cho đảng càng vững bền, cho nền văn minh của nước nhà tiến tới một cộng đồng xã hội vinh hoa. Hồ Chí Minh trước anh của người, chúng con xin nguyện thề tiếp nối những đường cách mạng đưa thế hệ giống loài hôm nay và ngày mai cho muôn đời con cháu bước đi lên trên ngọn cờ thắng đỏ bay giữa bầu trời xanh trong gió, dưới ngọn cờ của đảng quang vinh cho anh linh của người, chúng con xin nguyện thề mãi mãi người con của giai cấp công dân vô sản mang một tư tưởng của người là chí công vô tư vì nước quên thân vì dân phục vụ, con xin anh linh của người trước sắc lệnh của cha trời bảo vệ cho con đường cách mạng tâm linh của nước Việt Nam chúng con ngàn đời bền vững chiếu xuống đời trần dương, để cho ánh nắng muôn phương nhiệm màu nắng chiếu trần dương cõi đời nhân loại khắp muôn nơi tắm trong ánh nắng cho đời đẹp tươi, nắng về cối thêm tươi cái hoa đâm trái người đời hương thơm, cha thương con ở trần dương muôn trồng cái đất tình thương đồng bào, nhật quang trang chiếu anh hào cho con được đón vẫy chào cảnh tiên sống đời hoa quả bốn mùa xuân hạ thu niên sang đông, khi tiết nhuộm sắc màu hồng chúng con luôn nhớ trả công cha trời. Con xin sắc lệnh của mẹ, con xin mẹ mẹ ơi trong lòng mẹ mẹ thời bao dung, mẹ cho con một tình thương nguyệt quang mẹ chiếu trần dương cõi đời, mẹ sinh ra đủ nhân loài mẹ mang một chiếc bào thai sinh đời, công mẹ nuôi dưỡng loài người cam lộ sữa mẹ sửa đời chúng con, mẹ sinh ra vạn mùi thơm nào hoa nào quả nào cơm gạo cùng, chúng con xin dốc một lòng thờ cha kính mẹ đền công muôn đời, mẹ cho nguyệt quang chiếu sáng bầu trời âm dương tăm tối xóa đời đảo điên, mẹ ban con đủ phép tiên muôn chồng với đất khắp miền gần xa, mẹ cho thế giới bao la các con của mẹ hiền hòa thủy chung không còn chém giết lung tung tranh giành địa vị khôn cùng lẫn nhau, mẹ cho con mẹ nhập màu đồng hòa dân tộc đâu đâu đều về cùng chung một mối đạo đời đồng hòa dân tộc khắp nơi hoàn cầu, cúi đầu con xin nhiệm màu phép tiên mẹ độ hoàn cầu nhân gian. Con xin sắc lệnh của Đức Ngọc Phật Hồ Chí Minh, con xin sắc lệnh của người Hồ Chí Minh bác đã xuống đời Việt Nam, bác đi khắp cả Nam Bang hoàn cầu thế giới bác mang lệnh trời năm châu bốn biển ngoài người ai ai cũng biết bác Hồ Chí Minh, mong mong tất cả dân tình hội lòng hiểu rõ thấu tình thương yêu, bao năm bác dạy đủ điều cho con cho cháu sớm chiều học thông, mong mong cho thế giới đại đồng không còn đổ máu thời lòng mới yên, đồng bào bước tiến lên dựng xây cuộc sống ấm êm cho đời, xuống đời bác dạy loài người nhường cơm xẻ áo cho đồng bào khó khăn, giờ đây thế giới thành công đồng hòa dân tộc các vùng gần xa, thân người bác đã đi xa bác đi để lại sắc cho cõi đời muôn người thương nhớ bác Hồ Chí Minh, bác ơi thế giới nay đã hòa bình còn tranh chấp tâm linh cõi đời sinh ra tất cả muôn nơi nào thần nào thánh nào thời Phật tiên, nhưng toàn cảnh đảo điên nửa biển dối trá các miền gần xa, thế giới trời đất bao la tranh vành giáo phái chẳng dung đạo trời, chúng con xin nguyện một lời linh hồn của bác xuống đời Việt Nam thay cho cõi kiếp Nam Mang
đồng hòa xã tái dân an nước bình, ngọc quang bắc chiếu anh minh, đồng bào hiểu rõ thấu trong đạo trời, quyết tâm giữ đạo làm người, quân chồng với đức cho đời đẹp tươi, bác về sáng chiếu muôn nơi, bác mong tất cả cõi đời sáng trong, tâm linh bác quyết một lòng làm chủ nhân loại thành công đạo trời, chúng con phục sự đời đời, con xin bác hỡi bác thời mở kho, bác cho dân được ấm no, bác cấp ngân xuyên để cho dân giàu nước mạnh cùng nhau tiến lên đời mới nhiệm màu phép tiên à. Con xin quy Ngọc Phật, quy Phật Ngọc tâm nguyện nhân dân kính đạo tình thương hòa bình tâm thiện, quy Phật Ngọc tâm nguyện chúng sinh hiểu số kinh pháp truyền tâm hòa bình, quy Phật Ngọc tâm nguyện chúng sinh lời chân thiện mỹ thế kỷ vàng son, con niệm Nam Mô A Di Ngọc Phật, con niệm Nam Mô A Di Ngọc Phật, con niệm Nam Mô A Di Ngọc Phật, Nam Mô Việt Nam Cực Lạc Thế Giới Đại Đồng Hành Tinh Đoàn Kết Hồ Chí Minh A Di Ngọc Phật, Nam Mô Việt Nam Cực Lạc Thế Giới Đại Đồng Hành Tinh Đoàn Kết Hồ Chí Minh A Di Ngọc Phật, Nam Mô Việt Nam Cực Lạc Thế Giới Đại Đồng Hành Tinh Đoàn Kết Hồ Chí Minh A Di Ngọc Phật. Vâng, con xin đây là đoàn đại biểu Nhật Phật. Chúng con Hà Đông, chúng con xin ban lãnh đạo địa phương đại diện là Đảng ủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc là Phạm Văn Sơn, ban quản lý di tích Nguyễn Đức Dược, Đinh Đức Xì, Trịnh Công Thơi, chủ đền là Dương Duy Điều, gia đình Bùi Trọng Thiết, Bùi Thị Đởn, Trịnh Thị Thuyễn, Đỗ Thị Quý, Bùi Thị Đoàn, Nguyễn Thị Mìn, Bùi Thị Nhưng, Nguyễn Thị Quý, Bùi Thị Bích, Nguyễn Thị Bé, Trần Thị Hiên, Nguyễn Thị Thủy, Bùi Thị Nhơi, Nguyễn Thị Y và Bùi Thị Nghệ. Còn ai thiếu tên không nhỉ? Bùi chị ơi là ai nói không? Nguyễn Văn Thắng. Cán bộ văn hóa xã. Con xin đây là tất cả các gia đình chúng con ngày hôm nay về lễ tri ân các hồn tại đền Kim Cương Gia Hòa. Con xin là con xin nhất thiết nhất thành nhất tâm, con xin kính thỉnh một hồi ba tiếng chuông, con xin để mời ba tòa tòa trời tòa âm tòa trần gọi tắt là thiên ngàn âm ba cõi. Xin mời ba ngôi tam thế Phật, chính thức của Ngọc Phật Hồ Chí Minh, gặp Kim Cương Ngọc Phật Tổ Hồ Chí Minh, Phật Di Đà, chủ tịch cõi Tây Phương Cực Lạc, Phật Di Lặc thay Phật Thích Ca, là không gian bốn chiều từ bi hỷ xả, chữ từ hồng ăn vui, chữ bi người cứu khổ, chữ hỷ vui thực lòng, chữ xả là ngài dung thứ mà xả vô lượng tâm, ngài đang ban đạo lực cho chúng sinh. Con xin mời ngài Di Lặc ban đạo lực cho chúng sinh. Chúng con tất cả đang quỳ gối đắp tay ngồi tại đền Gia Hòa An Viên Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Con xin A Di Đà Phật. Con xin là nhất thiết nhất thành nhất tâm, con xin mời năm mẹ Quan Âm Hồng Tuyết Cổ Hiền Quan Thù đại diện cho 108 vị Phật, cũng là đại diện cho 4.930 vạn Phật trong ngành Phật, đại diện cho 4.930 vạn Phật trong ngành Phật. Con xin nhất thiết nhất thành nhất tâm, con xin mời về đền Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình. Và con xin mời tuần thứ ba năm mẹ tổng ông địa đứng trên quả địa cầu, mẹ xin cho Bồ Tát thần tiên, mẹ xin cho vạn vật trên thế gian này hóa thân lần thứ nhất mẹ Âu Cơ, lần thứ hai mẹ Liễu Hành, lần thứ ba mẹ Hoàng Thị Loan. Và con mời ba cha Ngọc Hoàng Đại Đế, cha Quốc Tổ Lạc Long, cha Nguyễn Trung Chất. Con xin được mời tổ nội tổ ngoại cha Hồ Chí Minh, sinh cha chủ tịch Chí Minh Thánh Thần, làng chùa với mẹ làng Sen Sơn Cha đang đàn Nghệ An, Nguyễn Thị Tâm con pháp sư chủ nhân tâm linh điện, ba lý ghế chúng con đang ngồi tại đền Gia Hòa An Ninh Quỳnh Phụ tỉnh.
tiện mời cha mẹ về cung trời đạo lợi tại đây là chúng con ba đứa ghế chúng con được ủy quyền của mẹ để về đây bốc một bát hương thầm toàn A Di Đà Phật. Con xin mời mẹ đệ nhất trực thiên ba cháu tầng thượng mẹ ngự mẹ đệ nhị thượng ngàn 18 cửa rừng 12 cửa biển 8 thứ cửa ngàn mẹ 32 phủ địa linh hoàn tất mẹ đang độ lộc nhân gian. Con xin mẹ vào sổ chấm tên trình vào trong dòng cho tất cả các họ con vừa trình. Đoàn tâm linh đất Việt chúng con, đoàn bộ đội nhà Phật Hà Đông và ban quản lý, ban lãnh đạo địa phương Gia Hòa An Ninh Quỳnh, bộ tỉnh Thái Bình cùng các gia đình Phật tử có mặt ngày hôm nay. Con xin nhất thiết thành tâm công trình đến mẹ thượng ngàn vào sổ chấm tên. Mẹ đệ tam thủy cung sông ngân nước mẹ mế chào con chương trình thần núi thần sông của hội đồng ông Tơ bà Nguyệt đang độc lập và tình duyên cho trần gian. Con xin trình đến vua Gia Long Vương vua Thủy Tề thần núi thần sông cùng hội đồng ông Tơ bà Nguyệt trình đến mẹ đệ nhị thủy cung trình đến mẹ đệ tam thủy cung cho chúng con xin lộc con lộc của và lộc tình duyên. Xin cảm ơn mẹ đệ ta. Con xin trình mẹ đệ thứ con trai mẹ đi đánh giặc mang lại cơm no ấm cho chúng sinh mẹ đang độ trí tuệ thì con xin mẹ là quyền của mẹ phép của mẹ đang đi đánh trận mẹ thông minh trí tuệ cho tất cả các họ chúng con xin trí tuệ của mẹ. Con xin mẹ cửu trùng thiên cách toàn bộ đường âm con xin là mẹ soi mẹ xét trong gia chủ chúng con đất ở có tà mẹ trừ một tà có ma mẹ trừ ma có quỷ mẹ trừ tử quỷ có tinh mẹ bất tinh. Con xin mẹ địa tạng vương bồ tát ngài thiên đạo ngài mẹ nguyên chư tôn bồ tát ngài thiên tịnh đại ải chúng bồ tát trình lên Phật Di Đà phụ trách cõi thế dương cực lạc cho các họ chúng con được mời các cụ tứ đại và cô hoàng cô bé cậu bé cả đời của chúng con cháu đâu các cụ đấy ngày hôm nay về đền thờ Ngọc Phật Hồ Chí Minh thờ một bà cha mẹ toàn thiên là ở Gia Hòa An Ninh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình để dự lễ tri ân các đời vua các hồn liệt sĩ có công vì tổ quốc vì đất nước và các hồn đang làm chủ đường tâm linh mà giúp cho các đời vua giúp cho chủ tịch Hồ Chí Minh hoàn thành công trình thiên tiên nhà trời là Phật tổ Hồ Chí Minh sau này thì trời đã lập Phật A Di Phật Hồ Chí Minh. Con xin nhất thiết nhất thành nhất tâm con xin trình đến hội đồng Chúa Trời 33 dấu ấn của Chúa 12 cô tiên làng 12 cô tiên làng tối linh đi mây về gió quân thần thánh phép đại diện là mẹ Chúa Thượng cho các họ chúng con xin lộc của Chúa và con xin hội đồng hạ ban quan ngũ hồ ngũ dinh bạch xà quan long thần rùa cho chúng con xin các ngài hồ vàng hồ bạch hồ hắc các ngài đang theo hầu mẹ Phật Bà và con xin được trình năm mẹ Quan Âm Hồng Dung Tiết Sơn Cổ Hiền Văn Thù một lần nữa và các mẹ là đại diện cho 108 vị Phật cũng là đại diện cho 4.930 vạn Phật trong ngàn Phật của thế kỷ 20 Phật Pháp Tăng và Tam Bảo ba cấp Phật thành tiên thế kỷ 21 A Di Đà Phật con xin trình và con cũng xin là trình hội đồng bên tả bên thượng văn trung văn hạ văn con xin trình đến hội đồng chư Phật hội đồng chư thánh hội đồng thiên xin mời cụ đóng cụ đùa cùng với đức cần cùng tất cả các thánh các thần về trời giúp cho
hoàn thành công trình thiên thiên nhà trời. Và thánh chóng bây giờ không phải là cái che đằng ngả mà là roi điện của nhà trời. Con xin xuất thiết giữa thành nhà trời, có tà người thì tà, có ma người thì ma, có quỷ người thì có tinh người thì tinh, nhất là giặc tàu đang phá hại đông đông chúng ta. Con xin trình lên cụ đóng, cụ rùa, cụ Nguyễn Đức Cần, A Di Đà Phật. Và con xin xuất thiết giữa thành nhà tâm, con xin kính đến tinh cung, có sở các tòa, tòa vàng, có ngôi, có bóng, có giá, các tòa, các chủ. Con xin được vào khóa lễ để mời tất cả các vua, cũng là mời các hồn về đây để trong cái việc mà các đời vua hoàn thành nhiệm vụ thì cũng có các vị quý phi hoàng hậu. Con xin mời các vị quý phi hoàng hậu đã giúp cho các đời vua của mình hoàn thành nhiệm vụ. Con cũng xin mời tất cả vua Đinh Tiên Hoàng. Con xin mời vua Đinh Tiên Hoàng hơn 4.000 năm lịch sử trường tồn, niềm vinh quang của quốc gia dân tộc, báo công sĩ anh hùng. Ba tân sĩ anh hùng, ba tân sĩ anh hùng, ba tân sĩ anh hùng phát cờ chiến thắng ngày hôm nay chọn nghĩa viện tình. Con xin kính thỉnh các ngài giáng hạ đời vua Đinh Diệp Loạn cứu dân, vua Lý Thái Tổ xây thành dựng nước, đại quân hưng đạo bảng vàng ghi tên, vua Lê Lợi Huyền Quý đuổi giặc nối tiếp ba đời đại kỷ ngưng, vua Quang Trung hành quân vạn dặm thân tiến đón tết vừa xong thắng thủ, bao nước tướng anh hùng cùng vua Diệp Giặc tiếp bước chân những tướng tương đương. Cưỡi voi ra chiến trường mở nước, người anh hùng bắt quất Triệu Thị Trinh, vâng lệnh trời ra cưỡi voi một ngà, dựng cờ mở nước lệnh truyền sau trước, dành cho sự nghiệp vì nước vì dân. Biết bao hương hướng oai phong, biết bao hoàng hậu thành đồng hiên ngang, vương phi ỷ lan sử vàng tạc tượng, linh tử thờ quốc mẫu kim dung, quốc thái tổ ngọc chân là chúa, nước nam còn có thần chúa oai phong, cho đất nước thành đồng bất khuất. Chín đời mười kiếp giáng sinh xuống làm mẫu mẹ Việt Nam tiên dòng, phương tiên thái hậu mẫu Hoàng Loan, xin cho Việt Nam con người anh hùng bất diệt Hồ Chí Minh. Chín đời mười kiếp giáng sinh nước nhà, tòa vàng vạn pháp thế gia mặt nồng, hơn 4.000 năm rực rỡ cờ hồng, tự tào hoàng võ con rồng cháu tiên, con năm tôn Phật tổ hồn dân tộc chứng minh, con năm tôn Ngọc Phật Hồ Chí Minh chứng minh, con năm tôn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Phật mẫu tiếp dẫn đạo Như Lai Như Đà Phật. Xin mời các đời vua là vua Hùng 18, đời vua Hùng 8, đời vua đến đại danh, và 14 đời vua Trần, vua Đinh, vua Lê, vua Nguyễn, 8 đời vua Lý từ Sơn Bắc Ninh, và cho phép con được thỉnh các ngài, các công đồng của các hồn liệt sĩ. Con xin trở về đền Kim Cương Gia Hòa An Ninh Trường Phụ tỉnh Thái Bình. Con xin tất cả các hồn liệt sĩ của 63 tỉnh thành của các nghĩa trang con vừa mời, cũng như là các nơi con vừa mời và ở Điện Biên Phủ, thì con xin thỉnh mời Nguyễn Tướng Lập Công Báo Đời, thỉnh mời Nguyễn Tướng Lê Trân, thỉnh mời nàng Ả Kế Hưng Ngang, thỉnh mời Thánh Cô Thần Tướng nước nhà Việt Nam cùng vua đuổi giặc xung phong chiến trường, kỷ niệm ngày hôm nay 73 năm đất nước hoàn toàn giải phóng, cùng vui chung ngày tri ân các hồn trước pháp đài đại mẹ tại đền Gia Hòa, đền của tòa thiên Gia Hòa An Ninh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, kịp mời thần tượng tòa thượng về đây, mời mạng thị bưởi về tới nơi kiên trung bất khuất dân thời đền công. Con xin trân trọng kính mời chị Võ Thị Sáu hóa thân tình chim hòa bình đang là giao liên của nhà trời, xin trân trọng kính mời chị về đền Kim Cương Gia Hòa An Ninh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình sớ sách ngày hôm nay tri ân các hồn của đoàn tâm linh đất Việt, đoàn bộ đội nhà Phật của Hà Đông và ở huyện Quỳnh Phụ, cũng như là đảng ủy ủy ban địa phương ở đây để trị về tấu về sân rồng cho đoàn tâm linh đất Việt tri ân các hồn cùng các đời vua ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Xin kính mời chị Sáu. Hồ Chí Minh dựng ngọn cờ bất khuất bài thang, gọi các bốn muôn dân quyết tâm phá hết trưởng ông, hy sinh giành đáy non sông nước nhà, biết bao tướng sĩ sông pha hy sinh thủy trận cũng là vì dân, biết bao liệt sĩ chiến trường quên mình vì nước tống gương sáng người. Con xin mời các hồn bất tử Phan Đình Giót một đời hiên ngang, Tô Vũ Triệt trận dân cứu pháo, Bế Văn Đàn bắt đỗ Châu Mai, Lê Hồng Phong ngã xuống vì phong trào, Trần Phú Nguyễn Nhất trong lao tù đầy thành đảo tô hiệu ngày nay, Nguyễn Đức Cảnh ước dân soi tình cao.
nơi mà chúng con lập một tòa cha mẹ tại nơi này, thì đây là cung trời đạo lợi của nhà trời. Thì ban lý và chuyên chúng con Nguyễn Thị Tâm, Pháp Sư Chủ Nhân Tâm Linh Điện, số nhà 22 Trung Nhuệ, Nguyễn Trãi, Hải Phòng, Hà Nội, chủ sống bóng dưới mẫu Đào Thị Hương, số nhà 6, 200 B, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, sống bóng chị Áng Nga, cô Chính Thiên đang làm nhiệm vụ. Và con xin là gia đình thứ ba Đào Thị Loan của Châu Nông Phong Cô Xuyên Hà Nội, sóng bóng tướng quân có hồn. Ngày hôm nay ban lý nghĩa tòa thiên chúng con xin báo cáo với cha mẹ ba cấp trên Trần Dương. Cái việc thứ nhất là chúng con xin thông qua các chương trình để chúng con làm, trước hết là mời cha mẹ về, các cấp về và các đời vua, các hồn và triệu hồn liệt sĩ, xong là dâng lễ cha mẹ và các cấp, xong chúng con ban lý nghĩa chúng con xin. Bởi vì cũng là tất cả các ban lãnh đạo quản lý di tích và các Phật tử ở đây vừa rồi cũng là các hồn hiển linh, cho nên là cũng có cái điều ngại và cũng là chưa rõ là các hồn đang làm nhiệm vụ gì. Thì hôm nay ba thí nghĩa tòa thiên chúng tôi xin để đọc lại một cái kiến kinh năm biến để xin nhà trời bảo hộ cho khóa lễ này. Và cái thứ hai là bàn giao khóa mới, và cái thứ ba là tục kinh cụ hóa. Thì hôm nay là ba cái việc, xong là trước hết là sau là đọc kinh năm biến, là thứ nhất là phục hồn các hồn liệt sĩ, sau là để xin thuốc của mẹ chúa ba. Thì đấy là thông qua chương trình như vậy. Và trước khi vào khóa lễ thì con cũng xin cha mẹ, các quan các thần, các hồn, quan cái năm cái sáng, tháng cái ngày cái giờ, quan chấp theo quy viên và ông cái đồng đồng và cái quản mệnh, rồi quan thần lửa, có bếp táo quân thanh tra tại đền Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình vào sổ chấm tên. Thì tôi xin đọc vào tất cả các danh sách ngày hôm nay đoàn tâm linh đất Việt chúng tôi cùng các đoàn cùng như là ban lãnh đạo địa phương ở đây và ban tổ chức tên vào sổ chấm tên các hồn tại đền Địa Phương Gia Hòa, Quỳnh Phụ ở tỉnh Thái Bình ngày 25 tháng 7, tức là ngày 5 tháng 6 âm lịch. Tri ân các hồn năm nay là 73 năm. Đoàn tâm linh đất Việt với tôi có Nguyễn Thị Tâm Chủ Nhân Tâm Linh Điện, nhà 22 Trung Nguyễn, Nguyễn Trãi, Hà Nội, Đào Thị Dung, số nhà 6, 28 B, phường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội, sóng bóng trẻ Nga Cô Chính Thiên, Đào Thị Loan của Châu Nông Phong Tiên Hà Nội, sóng bóng tướng quân các hồn, gia đình thứ tư Nguyễn Thị Tiến, số nhà 4, có bay Nguyễn Trãi, Hà Nội, gia đình Ngô Thị Hòa, số nhà 29, phố phường Quang Trung, Hà Nội, gia đình Nguyễn Thị Hoán, số nhà 18, tổ 22, quê B, phường Hà Phong, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, gia đình Trương Nguyễn Huyến, con trai là Trương Vĩ Khánh, số nhà 1, tổ 2, khu 4, phường Hồng Hà, thành phố Quảng Ninh, và Nguyễn Thị Thanh, số nhà 33, khu Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Thì con xin đây là đoàn tâm linh đất Việt chúng con. Và đoàn bộ đội nhà Phật, con xin là Đỗ Văn Lý, tức Hùng, quân nhạc bộ tư lệnh Lăng đã nghỉ hưu và hát các bài hát trong đài để thay đổi cách thờ mới của thế kỷ 21 đang trong đài đang đi khắp mọi miền của đất nước. Thứ hai là cô thê Đỗ Thị Hải, sinh 1968, số nhà 37, tổ 4, khối đoàn kết Phật Pháp Hà Đông Nội. Và thứ ba là Trần Thị Loan, sinh 1962, số nhà 38, khối Yên Kiêu, Vạn Phúc Hà Đông Nội. Thứ tư là Phan Thị Kiều Diễm, số nhà 4 có 2, phố Yên Kiêu, Vạn Phúc Hà Đông Hà Nội. Nguyễn Huy Bình, số nhà 29, Trần Khắc Trân Hà Nội, Hoàng Thế, cựu chiến binh Hà Đông, số nhà 74, Phan Đình Phùng, Hà Đông Hà Nội. Còn ai thiếu tên là Thái. Nguyễn Lý Tử Trọng, chính bền hàng ngàn quốc kích chính tên anh hùng, tấm gương hướng đoạn trận trường, hy sinh lừng lẫy bốn phương đất trời, kim đồng bé nhỏ một đời vì dân, Nguyễn Văn Trỗi chết một lần làn tiếng hô phẩm động người dân đất nhà, bé tám cổng trắng trắng hoa, Việt Nam lịch sử thật là không quên, Nguyễn Viết Xuân chí bền, anh hùng liệt sĩ hy sinh cõi đời, biết bao công sáng ơi, không thể quên sự thời tiếp đi hôm nay. Đoàn tâm linh đất Việt chúng con, đoàn bộ đội nhà Phật Hà Đông Hà Nội chúng con cùng với ban lãnh đạo địa phương, ban quản lý di tích Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cùng các gia đình Phật tử tri ân vậy ban ngày tri ân các hồn của niên 2020 canh tí ngày 25 tháng 7 5 tháng 6 con xin trình tiếp. Biết bao công sáng muôn nơi, không thể thế sự thời kỳ hôm nay. Tất cả đoàn tâm linh đất Việt, toàn bộ nhà Phật Hà Nội, Hà Đông chúng con cùng ban quản lý di tích
và Phật gia đình Phật tử của đền Gia Hòa An Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình xin tri ân các hồn cùng các đời vua 73 năm ơn bao hồn sĩ già cùng trẻ non lượng ngôi sao cánh hồn còn nước nhà các bác anh hùng đảng đền đất nhớ ơn cùng dân hương tại đền Gia Hòa An Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình dân sinh giữa ngoại đời trường thành tâm kính thỉnh muôn phương linh hồn thỉnh hồn thánh chỉ được chôn thì pháp thánh chỉ trong buồn tuần tra thỉnh hồn thánh chỉ trẻ già mời hồn thánh chỉ nước ta mà nguyện mời hồn thánh chỉ giao ra đây mời hồn thánh chỉ chiến liền dân mời hồn thánh chỉ quân tân trong cầu mời hồn thánh chỉ chiến phu mời hồn thánh chỉ miệt mù miệt khơi mời hồn thánh chỉ bầu trời mời hồn thánh chỉ sản xuất từ già mời hồn thánh chỉ đậu ra mời hồn thánh chỉ giữ là biên cương mời hồn thánh chỉ trường trường mà phong phối đổi nước ra gần thánh chỉ trung tâm tâm thân quốc gia đồng lòng thành thần tương lai và bằng những lời năm dài có công đóng góp dài trai thân mình hỡi người hỡi chị anh không lời trả lại gia đình hậu phương hôm nay đoàn tâm nâng đến việt việt con đoàn bộ đội nhà phật phật hà trong hà nội cùng với ban quản lý di tích ban lãnh đạo địa phương gia đình phật tử tri ân các hồn tại đền một tòa của cha mẹ tòa thiên nhà kim an vinh gia hòa an vinh tỉnh Thái Bình con xin là kính lễ a di đà phật con xin đường lạ ơn liệt sĩ biết dành cho dân tự chủ sáng danh trong nhà đường đời những đổi quốc gia nhớ liệt sĩ trẻ già tinh can nhớ liệt sĩ giữa hàn nhớ liệt sĩ gian nan đã đầy ơn người soi nhật tây ơn người soi cảnh tây bợ tàn ơn người vì nước vì dân đem lại độc lập hòa bình ngày nay muôn đài liệt sĩ hồn nay dáng cả không chỉ đánh ngồi chống chống mời mơ hồn về đây đón mừng xuân mới sang trang đón mừng đảng cộng sản việt nam sáng ngời nhớ đến xưa ba hồn chinh chiến hồn đất nam siêu bạt bốn phương từ đời vua tổ văn lang đến nay đất nước Việt Nam hòa bình luật tu ngọc phật hồ chí minh thế ngày 27 độ linh tế hồn trước tháp đài đất mẹ anh trước tháp đài đại mẹ anh linh thỉnh hồn quân về với nước non dự ngày vui đại lễ hồn quân thỉnh hồn về trả nghĩa đền công vua hùng vương dự nước nối dòng họp tướng sĩ đứng lên dập tặc xong trật hùng thanh đao kiếm bạc những hồn quân ngã xuống vì chiến hào có hồn quân đầu lìa khỏi cổ có hồn sĩ chặt nát chân tay có hồn sĩ mổ ruột lôi gan vì gió mắc bao vinh bọn giặc thân tan nát hồn kinh bất lạc cứ tiếp dẫn bao đời giữ nước nghiệp cha ông dựng nước nối dòng vì đã vinh mà lòng đau xiết xương xiết núi máu thành sông bên ta bên giặc ngập đồng sự hồn siêu phách lạc đều không có nhà ngàn năm nối nghiệp ông cha Hồ Chí Minh dựng nước giữ nhà Việt Nam thử gồm mọi khắp bốn phương hãy vùng lên cùng nhau ký quốc để đồng bào tổ quốc quyết sinh chiêu hồn quân đền đáp nghĩa tình ngày 27/7 lập đàn tế độ lấy sức mạnh cho hồn quân bất tử chí kiên cường bất khuất thiên ngang ngài khẳng định kháng chiến hoàn toàn là cuộc chiến thánh thần dân tộc cho quê hương và tổ quốc quyết sinh cuộc kháng chiến bom rơi đại lạc có hồn quân xương tan thịt nát có hồn quân vùi xác biển sâu có hồn quân bị xô biển cả có hồn quân đầu lìa máy chém và hồn sĩ nuốt trong chuồng cọp cùng thà lên hai ngục tù tắm tối và hồn quân ở khắp mọi nơi trong cuộc chiến sông pha chật mạc bị đầu rơi máu chảy thành sông tội dã man không sao kể chết ngày hôm nay chúng con xin quyết lập đàn tàng tế độ hồn quân trước tháp đài một tòa đất mẹ anh linh tại đền Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình mời hồn quân về với nơi đây dự tiệc tri ân 73 năm các
Khôn đã mang lại hòa bình độc lập cho nhân dân, 70 năm qua đã trưởng thành hồn vũ trụ cùng bầu rượu tâm huyết hòa quyện với linh hồn Hồ Chí Minh người cha bất diệt. Của ngày nào ngài viết tâm thư gửi chiến sĩ hùng hồn thơ chúc Tết, bao giờ thắng chiến thành công, chúng ta cùng uống một chung rượu đào. Tết này ta tạm xa nhau, chắc rằng ta hẹn Tết sau xuân vầy. Hồ Chí Minh mùa xuân 1946. Nội chống gọi hồn quân muốn hướng nội chống, hay bay về nơi tiếng gọi thiêng liêng là gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình mừng đại lễ hồn quân bất diệt. 73 năm qua làm nên lịch sử, chiến công của ngà hồn vang dội khắp non sông. Hỡi hồn quân vui cùng tiến thẳng, hồn vui chung cùng bầu rượu quý và khí thiêng cho tổ quốc của hồn thành phố Hà Nội, đất nước Việt Nam. Thấy thành phố ở Thái Bình mãi mãi trường tồn trong lịch sử. Hồ Chí Minh Đức Ngọc Phật trao ban đạo thiên con, đạo thiên con, đạo thiên con trả nghĩa vẹn tròn, đạo thiên con trả nghĩa vẹn tròn, đáp công ơn trước tòa vàng chói lọi của hồn quân trung quân nguyện gìn giữ mãi thân tô trang sử anh hùng. Một hồi chống con có năm tôn Ngọc Phật Tổ Hồ Chí Minh chứng minh, có năm tôn Ngọc Phật Tổ Hồ Chí Minh chứng minh, có năm tôn Tây Phương Cực Lạc thế giới đại từ đại bi Phật mẫu tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Con xin để con xin mời tất cả các vị, con xin để chiêu hồn tất cả các hồn đây là trong ngày hồi trong cái ngày 27 là con xin chiêu hồn tất cả các hồn ở 63 tỉnh thành về đền gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình. Con xin A Di Đà Phật ngày hôm nay mời các thầy tri ân. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Hôm nay ngày 25 tháng 7 năm 2020, tức là mùng 5 tháng 6. Nguyện định tâm quan pháp thứ chủ nhân tâm linh điện tại đền gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình, đào thị nhung, đào thị nhoán, ba la nghiêm giả thiên chúng con xin triệu linh các hồn về đây để dự lễ 73 năm của niên Canh Tý. Hỡi hỡi các chư hồn liệt sĩ 63 tỉnh thành, hồn liệt sĩ của thành phố Hà Nội, hồn liệt sĩ của tỉnh Thái Bình, nhớ thuở xưa năm non sông gan khổ gian khó, bao kẻ thù dòm ngó rời tóc ngõ hầu tăng thương. Các chư hồn lên đường nhập ngũ để cha già con nhỏ mỏi mong, võ hồn vợ trẻ con bồng ra đi để lại phóng dòng một dòng thơ riêng. Có hồn còn hải nhi tấm bè thơm bội con lặng lẽ lên đường, một đi không lại quê hương, cha thương mẹ nhớ vợ mong con chờ. Sông núi gọi theo gờ hồn tiến, nào xa chi hiện tấm thân, máu rơi trong tình thời gần, đồng chung chiêng quảng xa xăm nước Lào. Có hồn mất khi còn khu cháy, hồn biển biên rừng tại Sơn Nam, Bắc Tô, Tân Cảnh khu năm, Đồng Xài, Quảng Trị, Mộc Thân, Núi Thành. Có hồn đánh Tây Ninh, Huế cổ, dọc Trường Sơn đến ngõ Sài Gòn, Quảng Nam bên Cát Vĩnh Linh, biên cương ngoài Bắc phía trong Tung Hoành. Có hồn súng bộ binh ngắm đích, cũng có hồn trinh sát đặt công, có hồn tên lửa phòng không, đánh đâu thắng đấy mỗi năm mỗi tài. Viên đạo viên đạn lạc nào ai năm thấy, bãi mìn kia ai cày lên trông. Thế rồi vì nước vì dân, chư hồn ngã xuống cờ hồng dâng cao. Năm bắc nay đã vào một mối, mọi quân thù hút gói quẫn tha, tuân theo lệnh nước tình nhà. Hôm nay cờ chồng xông ra đón hồn. Hỡi hỡi các chư hồn ơi,
ơi hỡi các chư hồn ơi, dẫu hồn còn theo đám mây trôi, hoặc đứng ngọn cỏ hoặc ngồi cành cây, rước các hồn về đây phụ lễ, toàn dân ra đây để đón hồn về, về đền thờ Ngọc Phật Hồ Chí Minh, thỉnh vạn văn kinh, hóa thơm quả ngọt, khói hương ngọt ngào, thừa Lộc Phật thương hóa quả trái, nải chuỗi chuối vàng sánh nặng tình thân, dân ta tháng tháng tuần rằm, các chư hồn lễ Phật cùng dân cũng cầu, hỡi các hồn mà liệt sĩ bấy lâu xa vắng, mau về đây lễ Phật nghe kinh, về với xóm làng, gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình, độ trì phù hộ xóm làng yên vui, hỡi hỡi các chư hồn liệt sĩ ơi, anh hùng bất tử ưu tú của ba miền Bắc Trung Nam nói chung, chung tỉnh Thái Bình nói riêng, đền hương gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình nói riêng nữa. Khi tổ quốc trong cơn bia lửa, lúc non sông thảm họa chiến tranh, chỉ anh hùng vì nước hy sinh, gan tăng sĩ có xa gì còn hay mất, cũng có lúc nằm gái nếm mật, những nhớ những khi nắng núi mưa ngàn, quyết quên mình cho tổ quốc vinh quang, làm rạng rỡ cho con rồng cháu lạc, nơi trần địa xương tan thịt nát, mảnh hình hài mặc cho cỏ đất rõ rung, trước tượng đài tổ quốc quý công, của dân tộc nhân dân mang ơn anh muôn thuở. Phần mộ nơi đâu dầu dầu ngọn cỏ, nơi trên trường vì ước quên thân, lòng thành vì toàn đảng toàn dân, nhớ người liệt sĩ lưu danh sử vàng. Xin mời các hồn liệt sĩ là tám thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm bắn phá các hồn không được đóng mộ, mà các hồn là ngọn cỏ cành cây, rước các hồn về đền gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình dự lễ tri ân. Và con cũng xin mời hồn liệt sĩ của quốc gia Trường Sơn, hồn liệt sĩ đường thứ năm Lào, hồn liệt sĩ của Khe Xanh sông Thạch Hãn, hồn liệt sĩ mẹ Bích Châu, của Duệ Trần Duệ Tông đánh quân trên thành cửa biển Kỳ Anh Hà Tĩnh, mời có đồng lòng A1A2 tỉnh Điện Biên và các hồn 63 tỉnh thành ưu tú bất tử, xin kính mời. Hỡi hỡi các anh hùng cao niên đầu bạc, nơi trên trường đã vì nước quên thân, toàn dân ta thương tiếc vô cùng, tạc biết đá đúc tượng lòng nhớ ơn, thôi coi cái hồn đừng nên thế nghĩ, chỉ làm trai đã để lại dấu thiêng, độ cho dân ta nước thịnh nhà yên, linh hồn các chiến sĩ liệt sĩ có trong lễ đàn thì xin mời theo làng khói hương về đền thờ Phật tổ Hồ Chí Minh nhé, kính niệm Phật. Các linh hồn đã về đây nghỉ, dưới suối vàng đang an hỉ đơn ca, độ cho các lão các già, độ cho tất cả các nhà thân huân, Nam Mô Đức Phật Thế Tôn tiếp dẫn linh hồn về mái Tây Phương, chư tôn Bồ Tát bên đường tiếp linh, Phật Di Đà tỏa bóng hào quang cho linh hồn được về Tây Phương cực lạc của ngài. Dạ Phật, xin chiêu hồn tất cả các hồn liệt sĩ về đây, con xin để trình, con xin vào dâng lễ. Trước khi vào dâng lễ thì con xin mời hội đồng cha mẹ các cấp về đây để con xin hôm nay con có ba la số trình con xin ạ. Và tất cả đoàn tâm linh đất Việt cũng như là đoàn nhà Phật chúng con cũng là ban quản lý di tích đền cũng như các gia đình Phật tử chúng con là mỗi người một đi một lai like, và gia đình có lẽ là gia đình đào thắng nhân chúa nhà sáu ngoại trong bê phường để đức phụ trong bóng hoàng ngài chị nga cô chiến thiên dâng đàn lễ này và cũng là để có lễ hương hoa quả trái tiền có bác hồ kính dâng để tri ân các hồn rồi sau là có mâm cơm tam sinh chén trà bao thuốc rồi là chén rượu bia nước ngọt rồi kính dâng hội đồng tư pháp và các hồn bất tử ưu tú nhân dân bên ban tay trái và bên tư pháp thì con cũng xin là nhất thiết nhất thành nhất tâm xin nhất tuần nhị tuần tam tuần xin kính mời con xin trình sớ con xin để thỉnh mời cha mẹ con cầu trình sớ cao ngôi thấu thiên thấu địa thấu ba ngôi trên phủ dáng địa phủ ngự ngồi chấp chứng cho con những lời tâm biết sống làm người số trời con không biết nghiệt ngã bao đời ai xấu cho ai ổi số phận con người là thế phút chốc làm người phút chốc trôi qua lặng lẽ cầu ngôi đi sớ trước tòa thiện hay ác do cha mẹ đặt vật đức cơ rời nguyện tấu sớ dâng con xin ngày hôm nay đoàn tâm linh
em đến việc chúng con cùng với lại đoàn một đội nhà Phật ở đâu, con xin là ban lãnh đạo địa phương rồi các Phật tử xin tri ân các hồn tại đền Gia Hoàn Minh Quỳnh Phụng tỉnh Thái Bình, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật Hồ Chí Minh và A Di Đà Phật, con xin tất cả các họ chúng con ngồi đây xin cầu cha mẹ. Con cầu Phật mẫu hư không, mẫu sinh thế giới đại đồng, bắt nguồn từ chín phương thượng giới, cả chư tầng địa phủ tế tam trung, mười phương trong cõi cộng đồng cộng thành chín hình phương, bốn phương cộng đồng chín phương trời dạy làm công, ba sáu tầng thiên tòa phủ, mười phương linh địa cảm ứng chứng minh thân cơ mẹ lập một mình, phủ linh dấu phép hiện hình thế gian, âm dương thế pháp trần hoàn, chín phương dự tạo lo tan cứu đời, trăng rằm thấu đến ba ngôi, tiền cung hộp cảnh cứu người thế gian, lập nên cơ cảnh trần hoàn cứu người ứng thế giải oan năm phần, đều chung của cả thế gian, ba cõi chung một trần hoàn sinh ra, tựa lương trong cõi xa bà, ẩn hình bóng Phật cứu nhà nước non, thần sắc vọng cả thần hồn, thần khẩu phát tiếng ngữ ngôn mới thành, động lòng 36,000 thanh vai của chúa trăm nhành đến cây, mầm ra trà tránh những ngày kệ tránh cây tốt lá hoa dày quả thơm, phân chia giải đất cứng mềm nuôi thân ngọc thực dưỡng trần an vui, nhờ thân nên bạc ra ngân, chúng con mới chọn người trần thế gian, mang thân đứng đổi ngọc vàng, chẳng ai bỏ mẹ sơn trang bao giờ, nhưng vì con vẫn ngẩn ngơ bởi trăng vắng bóng mặt mờ khó đi, từ khi hiểu được tôn thờ nhờ nguồn tài tờ tạo con chờ từ lâu năm cánh táo thức nguồn đầu, mười cánh nước bắt con ngầu trở trăng đến ngày phát ánh trăng rằm, mẹ về mới biết mây trăng là người sinh ra trời đất phân ngôi, trăng là mẹ mặt trời mắt cha, con xin nhớ trăng thắp đuốc xoay đường truyền trong bát tính con noi hội đầu, ngắm trăng chỉ muốn nhìn lâu chờ trăng chỉ thấy trăng thâu hôm rằm, mặt trời giữa khoảng không gian cha thương thắp đuốc để đèn con noi, nếu mà vắng ánh mặt trời ngày thời chẳng khác tối thời ban đêm, nhờ trăng thắp sáng cửa thềm hẳn rằng cha mẹ đã liền bên con. Con xin hôm nay là tại Gia Hóa Minh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình thờ một tòa cha mẹ, đây là cung trời tạo lợi là cha mẹ đã gần bên chúng sinh của Gia Hóa Minh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, xin trân trọng kính mời mẹ cung trời cũng là cảm ơn mẹ rất nhiều. Con xin trình tiếp. Đàn con mới được thiện duyên về tòa, nhân cầu ý đạt làm ca, những con thiện ác tham gia đôi đường, tiền tiến vững chắc bốn phương, kỳ huyền đến hải năm phương nước nhà, chấn từ bốn quái ra xa, chấn đến thế tòa non nước bình yên, hậu phương vững chắc mọi miền, cơm no ấm tân yên, nước lành thanh danh san sát lập danh, những ngôn chữ thầm mang danh nước nhà, nghiêm chính mới được an gia, nghiêm trang từng nhà vật nước yên ngôi, báo pháp mẹ đẩy cho lùi lũ thời mới chắn, hạn thời mới ngăn đuốc riêng nghĩa thấp thâm rằm, chúng con mới được an lành thời nay, dân giàu ý đảng từ đây lòng vẫn đi đảng đêm ngày với chung, đảng là có đốt quan công cũng như nỗi cha ông của mình, dân đường lý pháp là công, dân mang tâm tính đảng mang ý trời, dân cầu ý đảng có tôi hòa mình kính bác làm người nghĩa nhân, sinh ra có tục phòng trần liền người bình khổ muốn gần Phật tiên, ngày nay mẹ xuống trần miền dân ăn nước thịnh cơ miền thần ai, lòng cầu thấu đến thiên thai sinh thành từ mẫu hoa khai tình người, con niệm nam mô A Di Đà Phật, con niệm nam mô A Di Đà Phật, con niệm nam mô A Di Đà Phật Hồ Chí Minh, con xin và chúng con nhất thiết nhất thành nhất tâm tâm là chúng con mong cầu một con xin để trình mẹ, con xin để mời cha mẹ về. Con nam mô A Di Đà Phật, con lại Phật mẫu công, con lại các ngài công đồng tam tứ phủ, cai trị chín phương trời mười phương đất hoàn tất cứu vớt chúng sinh. Con lại các ngài công đồng thượng thiên 36 sư tòa thượng thiên, con cầu xin các ngài 32 tầng địa phủ 12 giá chư tòa nhạc phủ năm phương. Con xin cầu 32 vị chư thuần thải phủ là long vương. Con xin cầu thiên địa trời đất sinh ra vạn vật chúng sinh có thành, cùng tái hiện đến nơi trần thế cứu độ trần gian. Con tin cầu mười phương Phật ba ngôi giang thế cứu độ trần gian. Con tin cầu công đồng hội đồng tam thiên thánh. Con tin cầu ba tòa tích quốc mẫu thượng thiên cung tòa mười cung cùng 12 tòa tam thiên thánh. Con tin cầu công đồng thượng đẳng quốc mẫu chúa thiên 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 dưới rìa nhạc phủ thoại phủ. Con tin cầu 36 cung tòa thiên thánh thiên ngàn. Con tin cầu công đồng tam tứ phủ vạn linh các cấp. Con cầu các bậc thượng thánh trong các cung triều từ đời vô thủy trở lại chín kiếp mười đời hoàn thuyết dưỡng sinh,
cùng tạ các đức tái sinh ra thần ứng xuống bài lệnh xuất thế mệnh thể xuất đi quy thần tạo trưởng mệnh thần tạo ngôi được xuống đức tái sinh vào thân vận số thiên phủ đặt ngũ địa phủ đặt ngôi con xin cầu nhạc phủ con xin cầu thoại phủ tam nghiệp con xin cầu hội đồng tam tòa thánh mẫu con hội cầu hội đồng thánh chúa hội đồng nhà trần hội đồng thánh chúa con cầu hội đồng quan lớn hội đồng chúa chầu hội đồng quan hoàng hội đồng thánh cô hội đồng thánh cầu cầu các ngài binh thần hộ tướng cai trị trong các cụ tòa là hộ hoàng bạch hóa cổ sức cổ thanh đang theo hầu mẹ phật bà con xin phương linh địa thấu đến 36 tầng thiên phủ ngự nhập phát ra ân thí phúc phật trần răng lưới cản khôn thanh nhập đất trời xuống trần hoàn cấp cứu bất nhân sinh kỳ tư mẫu xuống hiện hình ra tay sàng lọc cứu lành trần ai trăm năm dựng đức ra lời ngàn năm làm thiện cứu người dương âm con về cầu mẹ từ tâm chính cho hoàng mẫu dựng đầm tại ta cây cao vắng cả một tòa đàn con tìm đến hương hoa kính cầu tự tìm tự tín lo thấu thiên thấu địa lời cầu mẫu trao mỗi con đều có vì sao trên tàu đình mệnh đi vào sổ công thân con số lính mệnh đồng cơ quả còn nặng nghiệp ấm còn dày lòng hành với mẹ hôm nay hội sân trong tiết tháng này con đi xin ra trên mẹ những gì mẹ xin nhắc nhở con chi có hồng con cầu của trước con công chuẩn sở cộng đồng con được xét soi giờ ra ta xét tên người còn thì nợ nghĩa nay thì nợ nhân sớm chiều cho mối chân cần thở gian cầu nguyện dương âm hài hòa trời thương con được công tha mỗi thương con được vào tòa Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Con niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Hồ Chí Minh. Cha con xin để nhất thiết nhất thành nhất tâm để cho chị em chúng con xin kính lễ để vào hương hoa quả trái. Kính thỉnh mời cha, kính mời đất mẹ an hòa tình thương, kính về tiên dưới lưu ly, ngọc băng cho tỏa không gì đổi thay. Mẹ ơi quá lễ đàn này, con nay chỉ mẹ, mẹ thương chứng đàn. Mẹ ơi hoa tế thắm con tâm kính mẹ, đàn đất này con trình vô cha, hạ giới tiên âm con xin kính xin mời. Thiên con kính mẹ mời cha ông, âm con kính tổ ông bà các tiên của các họ. Nén nén thơm con kính con mời, mười phương chư Phật con mời hôm nay. Con xin lập lễ đàn này, con kính cầu mẹ có ngày hôm nay. Sinh ra con có mẹ trời, xin về ở giới đất trời bao la. Trời tiên con mẹ có cha, con nay có sách mẹ cha văn truyền. Ơn mẹ thì bảo con hiền, ơn cha nuôi dưỡng con nay dâng cầu. Kinh tiên pháp con cầu kính mẹ, kiếp đồng người mẹ hóa mẹ sinh. Cha vô chồng con người sinh rồng, con nay sống mẹ thánh cha. Con của cha mẹ tân kinh mặt trời, kính mẹ thánh cha con kính con mời. Mời mẹ đến nước tình trong, người cha trả thực con tân kính mời. Kính mẹ cha, kính ông bà tiên tổ, kính nên chư tôn pháp Phật trung ương điều hành. Kính hội đồng ban hành công tố, đàn lễ kính hưởng con mời cùng chung. Xin mẹ cha con kính cầu nguyện kính nhất thế giới hòa bình cho chúng con được độc lập tự do cầu cha mẹ sống tối ngày đêm ở hiện làm thành con xin phúc lành được ngày đêm sống tối con trung thành kính tâm của mẹ lòng thành con dâng đủ đầy nghĩa nặng thành sâu đủ đầy công đức đạo màu mẹ ban kính mặt trời Phật mẫu hoàng thiên địa cầu mẹ truyền mẹ dây con kính con cầu mẹ nay chứng đàn Nam Mô con kính cầu mẹ cha kính chức tổ cội ông bà tổ tiên kính cương Phật pháp kính chung quân niệm Nam Mô kính chung một lòng Nam Mô trụ pháp kính chung Nam Mô bát pháp kính cương quả độ Nam Mô bát bộ chân kinh nhà trời mẹ là ánh nắng mai hồng soi sông soi nước mẹ chồng ban mai con dâng mẹ đóa hồng kinh tâm con kính mẹ chồng hôm xưa vòng xoay mẹ chuyển cho đều năm trong ấn biển con kêu mẹ hiền thầy hoàn phục nhạc tình ca có cha có mẹ thiết tha con mời ngày 5/7 cùng 5/6 nên canh tí 2020 con kính xin gia đình chúng con được hạnh phúc xin sức khỏe trí tuệ may mắn bình an vạn sự ý sợ cầu nhân nguyện sợ nguyện tòng tâm con xin mẹ mẹ kính xin cho con được công thành danh toại cuốn tiểu họ con học hành thi cử đỗ đạt nên con dòng cháu giống mẫu dòng phật tiên ra chung chúng con nhất tâm tưởng vạn tâm cầu xin cha mẹ chấp lễ chấp bái chấp kêu chấp cầu phù độ chỉ cho ra chung chúng con 3 tháng hè 9 tháng đông điều lành mang lại điều được mang đi tay qua nặng khỏi mộc kiếm độ dương xin giải bận giải hạn giải nạn giải ách giải sao niên cánh tí con kính cho công đồng các quan các thần các hồn liệt sĩ linh thiêng trên thượng tấu dưới có lời với cha mẹ ba tòa
ngàn âm bát cõi, ba tòa Phật mẫu, ba tòa mẫu mẹ, ba ngôi tam thế Phật và kim cương ngọc Phật tổ Hồ Chí Minh, muôn năm khai sáng của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Phật Nam, Phật Di Đà, Phật Di Lặc, mẫu trời, mẫu địa, mẫu thiên, đến các tướng soái nhà trời, các đời vua kế nghiệp, đến quốc chư thiên trẻ ngang nhận lệnh nhà trời, phá bùa phá chú cứu dân, tệ thiên thiên vương phù đồng thánh trắng che chở đỡ độ của mệnh cho toàn gia đình được bình an may mắn trong cuộc sống. Con xin đoàn tâm linh đất Việt chúng con đại diện ta đến ghế Nguyễn Thị Tâm, số nhà 2 trong Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội, Đào Thị Nhung, số nhà 6 ngoài Tâm Bê Phủ Điện Biên Phủ, quận Bắc Đình Thành Phố Hà Nội, Đào Thị Loan, Cổ Châu Nam Phong, Phú Xuyên Hà Nội. Và con xin là gia đình các Phật tử Nguyễn Thị Yến, số nhà 43 em Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội, Ngô Thị Hòa, 29, phố Vườn Quang Trung Hà Đông, Nguyễn Thị Oán, số nhà 18, tổ 22B, phường Hà Phong, thành phố Hà Đông, tỉnh Quảng Ninh. Và gia đình Trương Minh Khánh, số 1, tổ 2, phường Hà, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh. Và con xin là gia đình Trần Thị Thanh, số nhà 33, đất Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Con xin đoàn bộ đội nhà Phật, ban quản lý di tích đền và đại diện ban lãnh đạo địa phương cùng các Phật tử gia đình chúng con về tại Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phục, tỉnh Thái Bình, 25/7, 25/6, kính tấu sớ để trình lên các ngài hôm nay là tri ân 73 năm các cụ tuấn niên canh tí ạ. Con xin để các ngài chứng cho đoàn thân con kia sớ trình A Di Đà Phật, cho chúng con xin vái sớ và hóa sớ A Di Đà Phật. Con xin nhất tuần khẩn ẩm thực, nhị tuần khẩn ẩm thực, tam tuần khẩn ẩm thực. Ngày hôm nay ban quản lý di tích, ban lãnh đạo địa phương và các Phật tử ở Gia Hòa, An Vinh, Quỳnh Phục, tỉnh Thái Bình, bộ đoàn bộ đội nhà Phật chúng đoàn tâm linh đất Việt chúng con đại diện ban linh ghế Nguyễn Thị Tâm, chủ nhang Đào Thị Nhung và Đào Thị Loan, chúng con quỳ gối chắp tay để kính xin dâng lễ thay cho tất cả đại diện cho chung. Con xin con xin sớ mời hội hưởng tâm trần sớ số 2 ngày 25/7/2020 niên canh tí Việt Nam có độ Phật. Con tâu trời lại mẹ chỉnh gia, con xin tâu kính ba tòa thượng cõi, con tâu kính tâu các miền đông tây nam bắc bắc vùng thế gian, con tâu kính lễ phần đại tạc trà, con tâu kính lễ vua cha, con trình kính tấu vua cha ngọc hoàng, con tâu kính lạy các ban ngã cô các sở tòa vàng các ngôi, con xin kính tấu 36 tầng trời, con tâu kính 72 tầng địa phủ chứng lời. Con xin cho con kính lễ thiên âm ba cõi, cho con tâu kính mẫu trời mẫu địa mẫu thiên mẫu đệ nhất thượng tiên đệ nhị thượng ngàn tam thượng phủ đệ tứ công trai mẫu phủ trùng điện tạng. Con xin thượng gọi các ngôi ba tòa chứng thắng các lời. Con xin tâu kính đủ các ban các ngành, con xin tâu kính ba tòa có trời có Phật thần tiên cứu đời, con tâu kính ba ngôi tam thế Phật đất Việt Nam, Nam Mô Di Lặc Di Đà, hội viên ngọc Phật thiên tòa Hồ Chí Minh, bác tòa Phật tổ Ý Linh chuyển linh đạo pháp hành tinh đời đời, Nam Mô Ngọc Phật bộ đời toàn thân. Chắp tay con bái thỉnh vua cha ngọc hoàng, chư tôn đức Phật đại đức tân từ, con kính tấu Phật mẫu mẹ hoàng thiên công pháp linh thiền tịnh chư tôn bồ đề, con tấu lên kim cương giáo pháp Phật tổ nhà trời, Phật tiện Hồ Chí Minh muôn năm khai sáng. Con kính mời cha mẹ đại hội đồng công pháp anh linh, con xin các bậc tiền bối hợp sinh các con của vua cha mẫu mẹ của công thiện giới hòa bình, con tấu kính ba tòa đại địa anh linh, con tấu kính toàn lập định hình lập thiên đình, con tấu kính đức cha là con quân mẹ ông cơ tạo ra nổi giống con rồng cháu tiên, kính tấu vô hùng 18 đời vô hùng, 8 đời vô đế đại danh, 14 đời vô trần vô linh vô nguyễn và 8 đời vô lý từ sơn bắc ninh. Con tấu trang đạo hải vương, con tấu kính các bốn phương Phật trời, con tấu kính vua cha bát hải, con tấu kính vua cha năm vương, con tấu kính vua thị tề vận sóng về đất liền, con tấu kính các bậc thần chúa tiên, con tấu kính ba tòa thánh mẫu mẹ hiền, mẹ ơi mẹ độ cứu liền trần gian, con xin tấu kính các quan quan soi quan xét trần gian ở đời, con xin quan thời gian cái sổ, con tấu quan năm tào, quan bắt đầu, quan nhập khẩu trần gian. Đoàn tâm linh đất Việt chúng con có Nguyễn Thị Tâm chủ nhang tâm linh Việt thống thống cây máu. Thứ hai là Đào Thị Nhung, số nhà 6 ngoài Tâm Bê Phường Điện Biên Phủ, quận Bắc Đình, thành phố Hà Nội, sống mẫu trẻ ngác có chiến thiên, gia đình thứ ba Đào Thị Loan, cũng cho năm con chiến Hà Nội, sống phóng tước quốc có hồn, gia đình Nguyễn Thị Yến, số nhà 4 ngoài Nguyễn Trãi Hà Đông Hà Nội, Nguyễn Thị Hòa, gia đình Ngô Thị Hòa, số nhà 9 con trung Hà Nội, gia đình Nguyễn Thị Án, số nhà 18, tòa E Quê Bê Phường Hà Phong, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, và gia đình Trương Dương Khánh, số 1 tổ Hà 24 Hoàng Mã, thành phố Hà Long, tỉnh Quảng Ninh, và Trần Thị Thanh, số nhà 33 Bắc Quang Trung, cùng đoàn ban quản lý di tích đền gia đình Phật tử đền Gia Hòa, Kim Cương, Quỳnh Phục, tỉnh Thái Bình, Thái Bình cùng đoàn bộ đội nhà Phật chúng con Hà Đông, Hà Nội, Đơn Thơ, con tấu trên trời để có lời mời kính thỉnh các phong về hội hưởng cơm canh chén
diệu nếu thuốc quá quả rằng thành thánh các thiên đàng cũng là tại tộc họ hàng con xin xếp lại thành thần thần âm để tâm con cháu họ dòng tu nhân tích đức trí tâm giờ trời đi tìm đường bác sáng ngời xin dòng ta xếp lại độ đời cho con dùng tìm đường chính nghĩa mẹ cha con xin thần núi thần sông thần rừng thần biển thần thấm thần chết muốn nơi muốn trình con kính tấu công một công hai công ba công bốn công năm công sáu công bảy công tám công chín cho đến vòng cung tiên đình kính tấu các hồn có xưa vì nước con kính tấu xin ta hồn thiên sông núi đất trời bốn phương con tấu xin ta hồn thiệt sĩ các chiến sĩ chiến binh phất cờ cứu nước con tấu các sợi vương đế đại danh con tấu vì quan trạng thánh thần bốn phương con xin ta hướng các khu nhà trời chứng tâm chứng đức chứng lời con xin con xin giao tất cả đất linh nước nhà các hồn tất cả thần xa con xin mời con có lời kính tạ đất trời trời tiên kính tạ bốn miền quan thần tiên thánh kính tạ thần thổ quanh ơi cùng là ở xứ địa phương con cầu nhất tuần nhị tuần tam tuần con xin mời của cha của mẹ làm hạ sa số thiếu thì cho làm được ít cho làm nhiều biến hiệu thì đa biến vô vi hiệu và xin mời tất cả các đời vua các hồn bất tử ưu tú của nhân dân ba miền bắc trung nam và các hồn sở tài của thành tỉnh Thái Bình nói chung và gia hòa an ninh bình phụ nói riêng và hồn liệt sĩ thành phố Hà Nội nơi ba đi ghế tỏa thiên chúng con đang hầu cha mẹ con xin đồng kính mời về đền gia hòa an ninh bình phụ tỉnh Thái Bình hương hoa quả trái mâm hương canh tam sinh kính mời A Di Đà Phật ngày 25/7 trước 15/6 tri ân các hồn 73 năm của niên canh tí. Con xin trình tiếp con kính tấu quan soi quan trình trên ngài thượng tấu dưới ngài có lời đến cụ tổ thượng tầng cụ tổ năm bang thái thượng áo quân quản phát nhà trời cao nhất sân rồng con trình vua cha ngọc hoàng thượng đế con trình tấu mẹ tổng mẫu địa mẹ mẫu ốc cơ mẹ hoàng thiên mẹ thượng ngàn mẹ đệ tam mẹ đệ tứ mẹ tiểu trùng mẹ địa tạng vương bồ tát quá trình xin mẹ bồ tát có 500 mắt ngàn tay mẹ hồng lũ ở biển mẹ bồ tát thất sơn đức chúa ba mẹ phổ hiền bồ tát mẹ chủ chức lợi bồ tát mẹ bồ tát muôn nơi vua trời quá trình tổng thể mây sao không trung quá trình quá trình 800 vạn tinh linh thần giống nhà trời quá trình 8 vị thần tướng nhà trời trong hội đồng bát bộ kim cương quá trình lên bộ tổng cộng giam không ai quá trình lên hội đồng cứu kiếp kỳ ba và quá trình lên tổng thể trời đất muôn sắc siêu hình cứu dân độ thế quá trình trên trời quốc kế nghiệp ngôi việt hồng các tướng soái nhà trời cô chúa thiên triảng a tề thiên thiên vương phù đồng thánh chóng phá bùa phá chú cứu dân đại tướng võ nguyên giáp thống lĩnh ba quân của ba cuộc chiến các hồn liệt sĩ linh thiêng 63 tỉnh thành hồn liệt sĩ của thành phố Hà Nội hồn liệt sĩ của tỉnh Thái Bình nói chung và gia hòa an ninh quỳnh phụ nói riêng chứng sớ mời tôn trần con kính xin mẹ cha trời Phật và ma chiếu truyền con xin cha mẹ cứu các họ chúng con nhân hiền nhất tỉnh tu lại trần hiền mẹ ơi con tâu xin bộ lộc tà trời âm trần xét lại để ban dành hồng ăn con xin cha mẹ ban phép xuống trần sớ con tâu kính được ráng lên chỉ truyền linh thiêng mẹ độ khỏi phiền chúng sinh con xin lại mẹ nhất thiết nhất thành nhân tâm ngày hôm nay là ngày 20 con xin đây là cái sớ mời cơm trần nhất thiết nhất thành nhân tâm nhất tuần chuyển ẩm thực nhị tuần chuyển ẩm thực tam tuần chuyển ẩm thực tất cả là đàn tâm linh nhất việt chúng con ba linh nghĩa giả thân nguyễn thị tâm đào thị nhung và đào thị loan cùng với các phật tử trong đoàn cùng đoàn bộ đội Hà Đông Hà Nội và ban quản lý di tích đền cũng như là ban lãnh đạo địa phương các phật tử gia hòa an ninh quỳnh phụ tỉnh Thái Bình chúng con xin tri ân các hồn ngày 25/7 tức là ngày 15/6 là 73 năm niên canh tí xin tất cả các hồn thiếu thì cho làm đủ ít cho làm nhiều biến thiệu thành đa biến vô vi hữu con thay mặt toàn ba đơn vị xin kính mời của cha của mẹ nhà nào tha số không thiếu trần gian chúng con còn thiếu thốn nhiều lắm xin các ngài đại xá ra kính mời. Hồn trời, hồn đất, hồn thần là tham phúc quý rất cần ban dân. Hôm nay ai có người dân, cục hồn theo tiếng chuông ngân về tòa. Hồn anh, hồn chị phát quả, dược ăn thuốc bắc thái hòa an vui. Hồn về ép giặc phải lui, không những còn phải thanh vui mở tòa. Nổi thơ trao nghĩa trao quả, giải bê mở ám mù và sáng ra. Xin hồn cân nhắc thứ tha, kẻo nhân gian nhốn nháo xót xa vạn trường. Hồn cho biết trước để lường, tránh tai tránh họa tăng đường dọc sông. Xin hồn tránh họa trên không,
cứu dân đoàn mãi lập công ngày này, xin hồn thấu hiểu dân cày, đâm tay năm mắt tình mày cấu lên cho thấu bề trên, bao nhiêu tội ác phải đền bấy nhiêu, ai bảy tháng bảy làm lễ cầu siêu, mở thần năm độc từng chiêu tung về, xin hồn giải bớt nặng nề, lệ thành tham thuốc ban về gấp may, làm âm chính sách đổi thay, ơn hồng dũng cảm chung tay cùng làm, danh nhân chiến sĩ hội đàm, tinh thần cách mạng cùng làm đồng tâm, hồn đi phong tỏa khói âm, cứu ai hoảng loạn âm thầm khổ đau, bệnh gì cũng tan, cầu để giải lệ nở nan, báo mưu thiên hạ trời bàn là đây, hoàng thiên tiếp tục trường xây, là trời ban độc cho thầy yên tâm, chẳng gì bằng có lộc âm, đừng thấy mơ nổi mà nhầm nghe chưa, nghe trời gọi già bảo thưa, chứ đâu cha mẹ lại lừa chúng sinh, thời này sắp sát tướng linh, thì hãy mở sách luật màng gà xem, thời nào sách ấy bóc tem, thời nào thế ấy của hẻm nghiệp thiêng, ứng thời cầu nguyện chung riêng, cuối quỳ bái tạ vân miếng mới là, mười dòng sát gọi trẻ già, về học luật đạo tu nhà là hơn, núi hồng đôi tàn thái sơn, chúng con già trẻ quý hơn mấy lần, chúng con sát dịch người trần, xin được nhập định có thần được y, xin đấng đổ mệnh tiên tri, tài ra săn sóc giao trì bảo an, toàn tràng cùng với cầu an, bệnh nào nguy hiểm cũng tan con mừng, năm nay sơn độc sắp dừng, hãy sách chữ đổi mà mừng cùng nhau, biến sao tránh hòa tránh đau, làm đúng thủ tục mau mau giữa cầu, cầu siêu ứng nổi lên màu, ứng linh ứng nghèo lời cầu hầu trên, ứng linh cầu tuổi cầu tên, cầu sao tránh hòa độ bền càng cao, cầu lay đến điểm bàn giao, việt cầu minh gió hụt thao tránh nhiều, thêm nay chân bước chuốn điều, là vào thảm họa sớm chiều đều vinh, linh người phát trùng thông minh, trời rồng mây gió vận bình biết nó thôi gì về bán trước bán bảo trước sau tránh tay tránh áp tránh tay tránh áp tránh đau trong nhà cầu siêu ứng nổi đàn đà để cho con trẻ người già cùng quy cầu cho bớt đạt bớt suy buộc phải tự nguyện cuối quỳ mới linh cầu hồn nâng trí cao minh để tay hoàn tất công trình thiên tiên cầu hồn trần được bình yên kẻo mà nhường nhớ mất tiền thêm no thuốc thần đầy đủ trong kho chuyển về dân nước ấm no mấy lần xin cho mát thịt người trần cầu siêu vật ứng các thần mở cơ thuốc thần vật ở trong thơ thiên trời cũng liền không mơ cũng thành cầu đức phả độ thành danh cầu cho nhân loại chấm nhanh xung vầy có sách thì phải có thầy thơ thiên đổi hướng một ngày đến khôn nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật nam mô a phật hồ chí minh cầu đức thế tôn càn khôn mở lượng trời cao muôn trượng thịnh vượng con người cầu hai linh người con người đẹp khỏe lời cầu hân hạnh sức mạnh thần tốc người có công cây trồng sông núi dược tiên đầy túi con cúi quỳ xin nguyện làm tinh con xin nguyện ước linh dạy hướng trước nguyện bước theo sau các nguyện mau mau cùng nhau đức độ có thần bảo hộ rầm rộ về quy quân dân về quỳ vì quy pháp chủ vì tình máu mủ huyết thống ông cha các nguyện thật ra từ trẻ tới già bà phát nguyện linh mời câu chuyện phát nguyện siêu niên phát đà tự nhiên linh trời phật độ phần mộ yên ngàn phát nguyện cầu an người ta ngát quái vậy là nguyện toại nhân loại đoàn viên trời đất giao viên con quý sinh bình yên và xin phả hộ xin trời ủng hộ thường độ bình an xin trời phật ban chú bàn nhất ý trời xuống ký xin ký giản đơn nhất là y sơn con quý ơn tiên tổ đang tạo nguyện sổ ủng hộ giải tai xin hộ ai ai thiên tai xóa nạn cho xóa hạt bạc điều lành dừng sách cấp thuốc xin lành cứu quốc còn nước chỉ huy còn hạt dân quỳ xin quy bái tổ người năm hộ quy sổ từng nhà cùng pháp chống tà nhà nhà tâm mát xin trường ngập sát tâm mát giả vui tà ẩn tà lui ác quái tự lùi tâm vui nhất độ xin yên phần mộ thường lộ nhân quyền lấy phép bí huyền lời tuyên thay pháp thế năm ngọn tháp ấm áp tình người cũng nở xem người linh người phát nguyện con xin à, con đây là con xin thuốc của mẹ chú ba tức là tu chú quả tại đồng tuyết sơn và con xin cái điều căn dặn của người mười rằm tháng bảy cầu siêu canh dần hùng hổ đòi nhiều món ăn đòi thì phải tìm nghiệp căn vậy ai ai biết trở chăn thế rồi dẫu sao thì cũng bởi trời hãy lắng nghe lời ngẫu lời giải ngay việc trời tự nguyện chung tay tự nhiên có đủ thuốc hay về nhà ta cầu cho cả nhà ta cho cả thế giới bao la hoàn cầu phát nguyện ứng tận chiều sâu phát tâm cao tiết đỉnh đầu thiên tiên phát nguyện xin được bình yên đó, nay có chữ nổ giao liên giao hòa thiên lâm nổi chữ là quả thiên lâm nổi chữ là hoa giáng trần về đây cứu cổ cứu bần bình dược cao thần sóng sánh chỉ huy và con xin cũng là Việt Nam quốc độ Phật.
con kính tấu cha mẹ Phật trời, rồi con kính tấu thiên âm ba cõi soi rọi, con kính tấu toàn vệ thiên đình thiên vương, con tấu kính các sứ cung đường, tấu tây nam bắc người phương Phật trời, con tấu kính các sở các sứ các ngai các tòa bàn chính giác, con kính tấu hoàng đế quốc trời, con tấu kính ba toàn mẹ, kính tấu mẹ bồ tát ca năng, con kính tấu đại pháp bảo thần thông, kính tấu ngọc phật hồ chí minh, kính tấu hội đồng công lý các quan, kính tấu chủ ban bộ ngành thiên âm, con kính tấu bộ hình bộ lập con tấu hoàng thiên lộc thổ thần linh thần thổ thần hoàng thần làng xứ sở trời nam đất việt thần các tỉnh thần thành phố điện biên thành phố hà nội con tấu các cấp cao siêu ba cõi con tấu quan năm tào con chào quan bắt đầu 18 đời vua hùng con tấu thiên lôi hà bá quan thần thánh trạng hội đồng văn võ ba quan vua chúa vương tướng các đời kế nghiệp ngôi việt hồng con tấu bầu trời khí quyển ảo quyển không gian con tấu các hồn bất tử con tấu các hồn liệt sĩ hy sinh trong ba cuộc chiến hiến máu xương giữa trời nam đất việt con tấu đèn thần gương thần con tấu các cấp bộ liên thông ba cõi có đèn thần soi rọi gọi ra soi thần núi thần sông thần rừng thần biển thần đồi gò cao mây gió trăng sao con tấu quan thần thánh trạng chúc đời công lý ý trời ban con tấu các thần sáu tư tỉnh trời nam đối cha chủ các ba cõi sổ sinh sổ tử sổ tào sổ khẩu âm thiên trần gia giả thoát thoát sổ tịch sổ khẩu đối gia các cấp xin may soi may xét mấy giò trước đó đủ dốc trở bằng đủ ngang của các xứ làng các gia tộc họ hàng thân quyến các hồn tiền sĩ các anh hùng các dòng gia các con vì tổ quốc Việt Nam xin đốt xoay đèn gọi gọi tên tìm đến các hồn phật tử đủ số liệt sĩ đã hy sinh trong ba cuộc chiến hiến máu xương cho sự nghiệp gìn giữ non sông được trời thiên cha mẹ đảng bác cho công lý ý trời họ Nguyễn con được ứng y biên đấu trời cha mẹ quan ngài sổ thay cầu các hồn xin hoàn cấp bậc cho các hồn như xưa xin nuôi sống xin bóng xin hình xin tay trí tuệ xin tay trí tay tài xin trời Phật thần tiên cha mẹ ban truyền các chỉ hoàn hồi xin lệnh cha mẹ ban xin sống bác từ trời bác quay về đời xin tái tạo hoàn thân của các hồn toàn quốc nước Nam của sáu lương tỉnh thành Việt Nam xin được xin đèn thần soi cha đối tìm đủ hoàn thân các hồn liệt sĩ đã hy sinh xin soi toàn quốc Việt Nam đây là cha mẹ đang cho tìm toàn quốc của các hồn xin chữ ký bản quyền trời ban danh phần của những người đi theo ý tưởng đã chút bỏ công danh vòng lộc lợi quyền để hoàn nhiệm vụ trên ra những các hồn bất tử các hồn nổi máu hy sinh cho sự nghiệp hòa bình đòi công lý ý trời ban nay vẫn phải âm thầm đau đớn thể xác tâm hồn để bảo tồn sự nghiệp vẫn bị gian tà phản tặc giặc ngoài yêu manh lộng hành chặt sóng gieo cái đắng cho đời nhân loại phải chịu oan trái tai ương xin cha soi kiểm điểm lại từ trung ương đến địa phương tìm ra gian tặc giặc yêu manh ba cõi còn kẻ lộng hành chưa thanh quyết toán bao ngàn sự việc trần viết báo trình thiên đình xin lục ba cõi đã bị tà cấp chấn giấu trên vạn sớ mọi việc được ghi trong sớ nên chưa trọn vẹn việc thiên âm xin hoàn toàn thân thể bản quyền danh vị của các hồn liệt sĩ đã hy sinh xin hạ bồi hoàn bồi trao trả tận tay trần gian ai thiên đức bị gian phi mua chuộc danh vị bát gạo cõi hại ngay thay xấu xấu gian vỏ bọc lộ lốt chèn tìm dìm người thay kẻ loạn lân lọc lừa làm trái luật lệnh trao tạo bản quyền huyền huyền sắc khí trời ban tạo ra bùa tà tiền vàng mã giả bùa điều kiện khiến sai kéo lôi cuốn tà thần về làm loạn Việt Nam có nhiều chứng cứ rõ ràng có nhiều chứng cứ rõ ràng đối tra nhất từ năm 1988 mất dấu ấn do gian tà ba cõi năm 2000 nhà trời mất thuốc mất bảo bối tàu bị chấn đất bốn biên tạo thuốc dâm dục bệnh trời cha mẹ cho lại quỷ trừ tà kẻ đã hình kiểm tà quỷ làm nặng tứ phương trần dương mê muội làm theo kẻ phản phật trời chứng cứ y lưu tạo nhiều đạo giả mượn đào làm loạn thì có ô dù lớn lòng che để dân não nề bê bối khắp xứ mọi nơi kẻ ăn đất hại dân ôm chân kẻ tù mưu bá chủ thế gian muốn nam vật báo từ thời thầy tà ao nên nó theo tà ngoại phản nước dân trần lưu chiếu đối có ông thầy tà ao ngày xưa là phản nước cộng rắn cắn cả nhà nay các bệnh có nguyên nhân lãnh đạo chức trách không dắt chân đời mưu lời cá thể tư túi cá nhân ôm chân tà đạo bao tài tướng bị sát hội oan để thứ tinh hoa tài trí cháy trời gấp gấp con tấu kính trời gấp 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 lại gột quỷ gái yêu ma tà đạo xin cho cha khám phá
các nơi cư trú lợi dụng chức danh trái lệnh thiên đình, xin chủ tịch bát tòa bộ luật làm sáng tỏ cho dân, xin giả soạn lại mọi nơi, xin kính trình tấu, xin dấu hoa tòa mẹ cha truyền phê chuẩn tấu, nguyện đi sở nguyện cầu tâu, xin lệnh thiên đình hoàn hình liệt sĩ, xin phế phá tất cả ổ tà khi các mọi miền của tổ quốc để các hồn giải phóng nhân gian, săn lấp kẻ thù, bồi bù mất mát của nhân gian. Họ Nguyễn con viết sớ xin hoàn thân, xin hoàn thiện mỹ các hồn liệt sĩ, viết tấu trình trời thiên năm ba cõi, mẹ Đệ Tam, mẹ Tiết Sơn và mẹ Hồng Nhung. Con xin ba mẹ là hoàn thân các hồn. Đây là cái sớ này là viết rất lâu rồi, là sau khi hoàn thân các hồn thì đồng chí Nhung là ủy quyền được vào tấu tại nghĩa trang Trường Sơn trước nhất, và tôi là tấu trên biển Vân Phủ. Sau là dần dần các hội cái sớ này là đi tấu các nghĩa trang, thì là các hồn trong khi mẹ Tuyết Sơn và mẹ Đệ Tam có thuyền bắt nhã, mẹ Tuyết Sơn là có kho tốt thần, cho nên người ta mới nói là xin Chúa Ba Mẹ Hiền, mẹ là Phật tiên, mẹ của thiên nhiên, mẹ nhiều phép tiên, mẹ về cứu nhân, là mẹ có quyền mà mẹ có thuốc thần, cho nên các bác cũng xin thuốc chữa bệnh phải xin mẹ Chúa Ba, tức là mẹ Tuyết Sơn là Chúa Ba, và xin các hồn để nhất là mình mà có hồn liệt sĩ tại gia thì con xin hồn liệt sĩ tại gia là trình phụ tổ, xin các hồn cho con xin thuốc con bị bệnh này, xin thuốc dược y giỏi nhất của mẹ Chúa Ba để con chữa bệnh cứu mệnh đấy. Thì cái này chỉ có mẹ Chúa Ba và mẹ rất nhiều phép nhiệm màu của mẹ. Tất cả các hồn như thành cổ Quảng Trị 81 ngày đêm không một nấm mồ trồng lẫn nhau với các hồn là thành cỏ, thành xương gian thịt nát. Nhưng mà sau khi là thế này người ta mới nói cái bài Phật Thương Báo Gọi là xác dân nam nên nhớ, xác thân là vỏ mà thôi, hồn linh mới là gốc đắp bồi. Thế đây là các nhà trời là mẹ Tiết Sơn và mẹ Đệ Tam có thuyền Thật Nhã là hoàn cái linh hồn của các hồn để nhận lại, hoàn linh hồn vào xác để mà nhận lại nhiệm vụ. Đây là các sau khi tôi cái nhà chứa kia tôi về các đoàn Khánh Thành năm 2016, tôi tấu cái sớ hoàn thân này xong là đồng chí Thì thầy Đồng Bóng và Hầu và mời thầy Tâm vào, tôi xin phát lộc cho thế giới cái lộc của Đức Ông, thì tôi xin luôn bởi vì đây là quyền phép của người. Thì là sau khi tôi tấu xong cái sớ này thì Úc Văn Hương thở các hồn về đây tập luyện đã tổng cộng vị trí này hơn 600 hồn và chéo cái ba tăng trưởng kể cho mình vậy, chỗ này hơn 1.000 hồn. Cho nên là khi mà cái đường của đèn đấy chính là cái giao thông hào đường bên kia đấy, tôi về tôi nhìn thấy luôn. Thì đây là đây là nó rất nhập màu. Thế mà cái dân nam nên nhớ sắc thân là bỏ của tôi, hồn linh là gốc đồng bồi và sắc thân là mẹ mà hồn về Tây Phương. Bây giờ là phải mẹ Tổng Mẫu là Ngọc Phật Hồ Chí Minh. Cho nên các vị mà đi đám gia đình có người chết không được rắc giải tiền bắc vào quan tài, không được rắc giải tiền bắc vào đường ở đường, mà cũng không được đưa các cụ tổ tiên chúng ta lên chùa. Bây giờ lên chùa toàn con tàu nó hiểm tà quỷ tinh, thế là làm quỷ cho nó thôi. Vì là cái bạn Lý Trường Thành ấy hơn 4.600 tỷ hồn chết bây giờ làm quỷ, và hiện nay nó đang nhất là cái đền Đại Nam của Bình Dương nó yểm, nó lấy tên của các ông sống trong bộ chính trị của mình mới yểm cái ngõ sang kia này, cho nên là cứ ba năm lần này ở Đại Nam nó yểm này, rồi ở cái đền thờ Bác Hồ nó yểm này, nhưng mà nó cứ đắt đó là đắt cực lên đấy, rồi nó yểm chín đoạn ở sông Tô Lịch này. Mấy cái ông bóng làm gì có quyền mà đại được, nói thẳng như thế không có đủ quyền phép để đại nhé, nói cái các vị như thế. Bây giờ tất cả đồng bóng bây giờ là theo thằng tàu cao biển cao biên cao xanh Trung Quốc là tiền vàng mã giả. Đấy là các vị mà cúng cái này là gọi ma về nhà chứ không có tốt lành gì. Nên cho nên chúng ta bỏ đi. Và chúng ta có cái lòng thành kính là lễ Phật như thế này. Tâm thành chúng ta kính mời trước hết mời các quan các thần các hồn cai quản tại nơi này, và cho chúng con xin kính lễ và mời những tổ tiên của chúng con là báo cụ tổ trước. Đấy. Thế chứ còn chúng ta không có nên tiền bằng một ma nữa. Thì đây cũng là con xin lạy cha lạy mẹ, lạy các quan các thần của ba cấp mà
thiên ấp Trần Dương tại đền của cha mẹ. Đây là một cung trời đạo lợi của nhà trời. Thì ba linh nghế tòa thương chúng con Nguyễn Thị Tâm pháp sư Sử Nhan, tâm linh điện cũng là sóng bóng cây mẫu và đào Thị Nhung số nhà 6 ngoài 30 phần điện Mỹ Phủ quận Ba Đình thành phố Hà Nội, sóng bóng chị Nga thôn Chín Tiên và đào Thị Loan cổ tiêu năm phong xuống xuyên Hà Nội là sóng bóng tướng quân có hồn. Ba chị em chúng con đang nhận lệnh nhà trời. Vừa rồi chúng con ra được cái bộ thờ của bác là ba cõi đồng nhất du du, ba cõi đồng nhất tâm y Phật trời, thì là cha mẹ đã thông báo cho chúng con là đã hoàn thành nhiệm vụ. Thì chúng con bây giờ cha mẹ để cho dồn ba cấn chiếu và kiểm tra các họ được dòng họ nào là được luôn. Thì con cũng xin sắp tới là con cũng xin lệnh cho cha mẹ để cho ba linh nghệ tọa thiên chúng con được nhận việc tiếp theo trong cái tháng 6 này. Thì hôm nay về đến Phương Gia Hòa, Vinh Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, thì con cũng xin để tấu lại cái sớ hoàn thân này cho các hồn. Bởi vì là những thầy đồng bóng bỏ đi lễ cầu siêu các hồn, người ta là thánh là thần rồi, người ta đang là theo hầu các đời vua trên trời. Mình là cái gì mà cầu siêu, lại đi là múc bí trọng nước xong rồi lá đa lá để đổ đổ đi đổ lại như này. Hôm nọ là tôi mắng có một trận ở các vị ở dưới đền chùa dưới kia, làm thế là không đúng. Hay là gia đình chúng ta có người chết đã lâu rồi, tuyệt đối không được cúng dỗ một bà, bắt cơm một bà trứng. Người bắt cơm quả trứng chỉ cúng cũng chết thôi, chứ không được cúng chết lâu rồi. Đấy là cái tối kỵ. Thế nên là Trần Giang không nguyện quả loại cũng lại là bắt cơm quả trứng cúng, thế là xong. Chết. Cho nên là con xin báo cáo với cha mẹ thì cái... con xin đây là cũng đọc cái phần phục hồn của liệt sĩ và thuốc thần của mẹ cho ba. Thì để hôm nay các hồn về đây, hồn nào còn chưa được khỏe mạnh cũng là xin thuốc thần của mẹ chú ba để các hồn mạnh khỏe. Và các hồn này đang cùng với các đời vua tàu 016-15 tại cửa biển đảo Hoàng Sa và Trường Sa để đánh chặt tàu. Thì hôm cũng xin nhất thiết nhất thành tâm hôm nay các hồn về đây tri ân điều gì đúng điều gì sai, cũng đại xá cho ban lý kế và thiên quân cùng các gia đình Phật tử, đoàn tâm linh đất Việt như đoàn bộ đội, nhà Phật của Hà Đông, rồi ban quản lý di tích đền Gia Hòa bên Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình cùng bà con nhân dân tỉnh Thái Bình và lãnh đạo địa phương. Có gì sai sót thì xin cha mẹ cũng như là các đời vua, các quan các thần các cấp nhà trời, các cấp hội Long Hoa đang ngự 36 tầng mây và 38 tầng trời là cũng đại xá cho các linh thế chúng con và chúng con tất cả xin sám hối. Sai chúng con xin sửa A Di Đà Phật để tri ân các hồn ngày 5 tháng 6 âm lịch, tức là 25 tháng 7 là 73 năm. Thì toàn thể là ban quản lý di tích, rồi là ban lãnh đạo địa phương, đoàn tâm linh đất Việt chúng con về đây, gia đình đạo chúng nhân dân đàn lễ và mỗi người về đây một ly một lai. Thì con xin một cái người ở các gia đình đóng góp một ly một lai thì để dâng cái đàn lễ tri ân Phật, A Di Đà Phật, thì của cha của mẹ hằng hà xa số không thiếu. Con xin mời biển số siêu quang phụ nhà trời 2201 về cúng lễ hương hoa quả trái tiền bạc hồ đàn lễ gia đình đàn nhân dân và cơm canh tam sinh của mời các quan các thần các hồn theo hầu mẹ hội đồng Phật hội đồng mẫu hội đồng Chúa Trời. Và con xin là mời các quan các thần các hồn theo hầu 30 tam thế cũng như là vua cha vua mẹ trên sân rồng. Và con xin là mời bên đại bộ tư pháp là đại tướng Võ Nguyên Giáp, Võ Nguyên Thanh, thủ tổng thủ chùa cần cùng tất cả các hồn bất tử ưu tú của nhân dân ba miền xin kính mời tay trái. Và con xin thì cũng làm cơm tam sinh hương hoa quả trái biển số siêu quốc thủ 2202 nhận ba lá số. Và con xin biển số 101, biển số 102, biển số 62 là về chính lễ chính sớ cho đoàn tâm linh đất Việt chúng con ngày hôm nay về đền Gia Hòa An Vinh Quỳnh Phụ tỉnh Thái Bình, một cung trời đạo lợi của nhà trời. Và hôm nay chúng con có mang kinh sách chân thiên cha mẹ dạy toàn dân Việt Nam thì để ba đến đấy và sang đọc chúng con đọc và tất cả các Phật tử các già là mở sách cùng mình theo nhá. Nào mà phát luôn. Con xin chúng con xin đọc. Cụ hóa sinh thiên địa thiên tòa ánh dương.
trời sông núi, nhật nguyệt thanh cao nhất bầu trời, đất Việt Nam thiên nhiên kỳ mới, mở bút dòng gửi tới các con, nhớ mà lại giữ đất vàng son, đời đời nước non non Việt tình. Con xin là Hào Quang Thiên ạ. Hào Quang Thiên ạ. Ánh dương tỏa khắp muôn nơi, chiều tỏa khắp núi nắng hồng hào quang, phép tiên soi nước soi làng, lý gia yên bóng nắng vàng thái xuân. Bút thiên đuốc mặc đèn trời, soi tâm ai đã kêu trời đến ta, mặc trời cụ hóa lộ ra, quả đất cụ hóa lộ ra hàng ngày. Cụ về xuân mới năm nay, cụ cho con đọc thơ ấy rộn ràng, mặt trời soi trọng long giang, dòng sông muôn quốc còn vang mái trèo, soi cho núi rằng con đèo, soi sao cho tớ dân nghèo còn ngoan, cụ cho bắt hết quan tâm. Nhà cao tầng lòng trang trang của tiền, nay con có phúc có duyên, thơ thiên rơi xuống con liền cầm tay, nhà con có phúc gặp may, vậy vì con phải ghép tay lễ rồi, con xin cung kính thỉnh mời, mặt trời và nắng sáng người cảm châu, quay theo cùng quả địa cầu, đó là cha mẹ ơn sâu lặng tình, thiên đình cho lại trọng kinh, cho con được hưởng tâm linh địa cầu. Mặt trời xoay mãi về đâu, có nắng mới có trăng sâu tỏa vàng, mặt trời bất lý ca làng, là trăng tiếp nối vội vàng chuyển giao, phù hóa được ở trên cao, xoay vào quả đất Nam Tào phù ơi, con nay cung kính có lời, phù sao sổ sách trăng thời rổ thiên, xin ông quê chuyển ông điền, là con đã xứng. Con xin làm lễ thần thông, mặt trời soi tỏ mùa đông mùa hè, khi trời tăng quất lý tre, sáo diều lại hót con nghe như đàn, thơ thiên nay đã rằng ban, độ chỉ con cháu văn lang họ Hùng, xoay vào sông núi điệp trùng, xoay trên sông nước sáng mừng đất Nam, mặt trời quá rằng ban, lại có năng lượng xuân sang cùng hè, nay thơ thả xuống làng quê, cùng về thăm con, phúc thiên con được quả tròn, hương hoa trà quả con còn bày ra, con xin cung kính dâng cha là đức Ngọc Phật toàn thể đặt tên cho những dòng sông, lại còn biển cả mênh mông sóng tràn, có nắng mây gió cao sang mới ấm nước lòng. Chúng con sống ở gọi trần bao ngàn năm mấy có thần trợ che, có cụ khuyên dạy con nghe, nén hương cầu nguyện cụ về cụ thương, đưa con đi đúng con đường, cháu con non nước cùng đường từ đây. Lỡ khi chớp giật mưa dây, lỡ có hồng kỳ nước đầy mênh mông, nhiệm màu sắc sắc không không, để có thấy phép đại hồng kỳ nguyên, có cụ soi tỏ hồng thiên. Mình con thiên cháu đồng, lỡ khi có hồng sông, thì con cầu nguyện với cha độ chỉ, kiếp tu con phải duy trì, nay con mới được bằng kỳ kinh thiên, mặt trời vẫn mọc tự nhiên, sáng ai tối đến thiên thiên hàng ngày, xuân về nói đến xuân nay, về sáng tỏ kinh này kính dân, cứu vào con cháu có tâm, cùng thờ tổ quốc cởi dân đồng bào, bây giờ thế kỷ chuyển giao, xuất kinh xuống thế nơi nào được nghe, học kinh cụ quá trời che, các con hãy đọc ra nghe xem nào, ăn cơm ai đã mời chào, cụ quá cha mẹ trên cao tỏ tường, con nào học được cụ thương, làm lên lịch sử tấm gương anh hùng, bây giờ trái đất độ ra, cụ quá thiên đình hóa đất bao la, thiên cứu các con ta để cho con cháu trẻ già được yên, đọc cho vang ghi tên sổ vàng mới là con cháu phù ban, thì được cụ hóa chuyển sang bến bờ, có nơi quà tặng bất ngờ, cụ hóa cha mẹ con thì không quên, cho con biết được bí huyệt khắp cả quả đất khắp giác sơn này, soi tâm giả dân cùng làm ruộng, lúa vươn xanh nhờ năng lượng mặt trời, ăn cơm sao chẳng thỉnh mời, mặt trời tỏa sáng muôn đời đến nay, từ nay trời giáng kinh này, con xin có lễ hương hoa thỉnh mời, mời ông thiên sử mặt trời như cha nuôi dưỡng muôn đời cháu con, xin cha phù nước phù non, phù cho con cháu đã đòn quả tu, cha mẹ đây đã đền bù, lời vàng tiếng ngọc tâm tư rộn ràng, ai là con cháu ta mang, phải đọc lịch sử cho vang sơn hà, đọc lên để diệt quân cả, để cha lại bắt kẻ là ngoại xâm, thắng trần thì mới thắng âm, mặt trời vào sáng thiên trần thế gian, sự hồng đã mở từng trang, đó là di chúc vào quang lâm trời, từ nay con phải nghe lời của
bà đã dạy con người vi linh. Con xin Bác Hồ Chí Minh cố thần đặc giám cứu dân đồng bào, cho dân tộc lại tự hào, cho sông điển đỉnh, cho sao điển trời, cho sao lấp đánh đổi môi, cùng nghe con đọc rồi rồi dần dần. Mặt trời dần kẻ khô hơn, sống nhờ ánh sáng trường sơn thiên đồng, thơ thiên ca tưới không ngừng của bao nhiêu diệt anh hùng nước ta. Mặt trời vũ trụ bao la, bây giờ kinh sách mà ca tán trần, kỳ viên xuống xuống quái trần, xem ai có đức có tâm kỳ này, xem ai đọc sách này đây, xem ai đã có để xây núi chảy thành thơ. Con đường sao đẹp ước mơ đã tròn, con đường núi núi non non mà cha đã đặt từng ngọn trường sơn, đời đời con cháu biết ơn. Mặt trời soi tỏ quê thơm núi rừng, ánh dương đuốc ngọc sáng bừng, phá từ bộ tổ vô hùng mà ra. Con ơi con có thương cha, khi đây con gặp cho nhà được yên, mặt trời soi tỏ bản niên mà cha tỏ xuống mọi miền khắp nơi. Ai mà được ngắm mặt trời thì phải nghe lời cha dạy cha khuyên, nhà nhà họp mặt đàn viên, có thơ trời đạo có duyên ngoại trần. Đón dân cha hóa hình phần, gửi cho sông núi muôn dân anh hùng, gửi từ biển Bắc miền Trung, biên cương hải đảo mọi miền biển khơi. Điện biển năm tốt cứu đời, ngàn năm năm hiến thả lời nước non, ba đình lịch sử hồng son, nhà sàn áo cá nước non nặng tình. Cha là Hồ Chí Minh vĩ đại, là mặt trời mãi mãi sáng soi, thời gian như thể con thoi, vì sinh ra của ai đòi công lao. Biên cương mắc tỏ tân trào, chiếc ngày cha chống đi vào rừng sâu, cuộc đời áo vải túi lâu, bây giờ cha thức đêm thâu bên đèn, mặt trời lại tỏa thơ sen, cho con thơ cháu mọi miền tiếng cha. Vui xuân cha gửi chúc quà, quà non quà nước trẻ già được nghe. Chết phải chôn thành mộ, chui vào lòng mẹ nhấp nhô, để về các bụi hồn vô vẫn còn. Thế là để cháu để con nhớ đến ngày lúa lại còn hương hoa, cháu con mua quả mua hoa để cúng ông bà cha mẹ dưỡng sinh. Còn ta trên chốt thành tinh, ba lần bất bình nói thế hiện nay, con nào ta thấy ghép tay để giải đủ chỗ mẹ đây dần dần. Dần cho một lũ vô ơn, ở đâu có đất múa vươn ruộng đồng, ở đâu có chớp đằng đông, hóa mưa xuống đất là dòng điều binh. Đất này là đất tố sinh, con nữ hòa bình là hưởng tự do. Mẹ đưa ra đến bến đỏ, đánh ma trừ ác là do cụ trừ. Đấu tranh gian của bao cung, để mà giữ đất còn như nghĩa tình. Bao người con đã hy sinh, bảo vệ lấy đất quang vinh ngàn đời. Con nơi ai đó là trời, ai sinh quả đất đồng thời tự nhiên. Nước nhà đồng phượng hữu duyên, giữ cả ruộng đồng lấy đất trồng ngô. Non thiên đất nước phù hộ, mới về cho đất điểm tô sơn hà. Biên cương hải đảo trường sa, có mẹ cho cả bài ca anh hùng. Hành tinh vũ trụ truyền trung, lời ca đất tổ vua hùng đã ban. Để bà giữ đất Việt Nam, ba miền Nam Bắc thân hoan đón chờ. Mồng 2 tháng 9 thủ đô, tuyên ngôn độc lập tiền đồ về ba. Việc biết mẹ thiên chốn nào, mẹ cho các sóng tâm lao, từ trên vũ trụ vì sao vững hẳn. Biết ta do lành mẹ làm sao yên, rộn ràng thả cánh thơ thiên, cho con cho cháu mở miền đường xuôi. Khai sơn hoa núi đất trời, bay vào vũ trụ khắp nơi sơn hà. Con ơi giữ đất năm nhà, không cho lũ giặc nạt nhà con sông. Máu xưa nay của cha ông, đã từng đánh giặc dẹp đông lấy về, thì con cháu nước phụng huệ, đào kinh dẹp giặc mẹ về cha nghe. Kinh vàng mẹ thấy chở che, thoát qua vai biến từ hè sang đông. Việt Nam lên nước thành đồng, nhất trên thế giới đại đồng quý cha. Mẹ sinh quả đất bao la, bao năm sinh sống mẹ mà cứu mang. Thơ thiên đã mở từng trang, dạy từng nơi một cứu ràng nước dân. Mới gọi là mạch nước ngầm, từ trong lòng đất quốc thần anh ninh. Bây giờ tất cả hồi sinh, có cây cho chí bình minh nặng vàng, cho con kinh sách ngọc vàng, để con được đọc sử tinh. Mẹ xin quả đất để mình các con, mùa là lại ngắm cho ngon, ai nhai con khí để mọi người sau. Mẹ tên vũ trụ hoàn cầu, nơi nào thất đức chẳng hầu mẹ đây. Cây dung cảnh bệnh gọi mẹ đây chẳng cần, nơi nào chẳng có sinh tâm, mỗi người một chuyện để cầm trong tay. Mẹ ra kinh mới năm nay, trên thiên cha mẹ cần xoay địa cầu. Con hải biết mẹ ở đâu, để con có chữ những dòng thơ hay. Con nào có chữ thiên này, có linh của mẹ giải bày con nghe, thì mẹ mới về chở che. Hàng ngày đại đọc mẹ nghe cho tưởng, mẹ cho chữ nghĩa văn chương,
như là minh ngọc như gương mặt trời. Chữ này đã cứu con người, sáng trong kinh sạch ra đời đầu tiên. Nhà nào có bát tây yên, thoát qua một kiếp ruột liền của ta, đi về các bụi hẳn là chui vào đất mẹ làm ba xa đời. Nếu con nào đã nghe lời mẹ thương che chở đến nơi kỳ này, chắc là cái đắng đầy vơi, nghe rằng kinh mẹ cũng đời á tâm. Đắp qua tay ách quái trần ở nóc, có nơi mẹ vẫn thường mong, cho tâm kinh sự hoặc hành hiểu ra, cho cơm cho gạo mọi nhà, sinh ra từ đất nở hoa sen đào, từ trên vũ trụ vì sao, giáo kinh độ thế thế giáo cho trần, để rồi thấy được địa cầu, vẫn quất năm tháng nhiều bò bò bò. Mẹ sinh ra lý che làng, để cho mẹ phải kêu mang trên người, nuôi con nuôi cháu bao đời, mẹ phải chẳng thấy những lời con đâu. Mẹ sinh cái đất tròn tròn, bao năm nuôi lại cháu con trên mình, để cho hàng hạ trên mình, xếp lên co báu ảnh kinh suối vàng. Mẹ cho trăng sáng rõ ràng, cho suối nước chảy giữa hàng quân theo, âm dương vẫn vượt qua đèo, ra đi giữ nước vẫn theo cụ hồ, vẫn còn giữ nước cơ đồ, xây nhà văn hóa điểm đô sơn hà. Vui cho mẹ gửi chúc quà, và non quà nước trẻ già kính tâm, nhà ai có chữ thiên năm, hàng ngày được đọc lại cầm trên tay. Mẹ về xuân mới năm nay, từ khi áo sạch mẹ thay áo hồng, cho con cho cháu tiến đồng, có công khổ luyện mẹ trồng cây xanh. Con nào hiểu thảo về đây, biết giờ vì nước đã xây cầu vồng, ghé vai cánh vác non sông, nuôi con liệt sĩ vừa hồng vừa thiên, thì dân mới tình nước mới yên, mới còn bù nước đầy thiên trời. Trời bà cha và cũng là bên cùng mẹ rồi bên ông Tự Phạm, nếu con xin là các đời vua, các tướng quân, các hồn bất tử tiêu cứu nhân dân ba miền, xin là các hồn về tri ân nhận lễ, và con xin là phần lễ cúng của con đã xong, con xin để những cái ông thành thân kính mời hồn, và xin là nhường lại cái phần này cho tướng quân và các hồn ở Tự Đoạn và đạo Tùng Dung bên của chị Thiên Trần Nga. Bước theo chân Phật
thật nhẹ nhàng an vui. Đời là một giấc mơ thôi, trái tim từ ái trải nơi đất trời. Tâm vô ngã rất thảnh thơi, thong dong thiêu thoát luân hồi khổ đau. Người dân Việt biết thương nhau thật lòng, xóa đi nghiệp của cha ông, sông danh bên ngại đau lòng biết bao. Bây giờ tình nghĩa đồng bào vượt qua thù hận ngày nào chưa nguôi. Xin thương yêu đến mọi người, chung tay xây dựng đất trời Việt Nam, diệt trừ ích kỷ tham lam, bỏ đi đố kỵ bảo tàng ghét ganh, tặng nhau sự sống hiền lành, nhau sinh kế để thành công chung. Mai ngày nước Việt hưng long, bước vào thế giới đại đồng bao la. Dạng người chân lý người cha, từ bi rực sáng như là ánh dương. Lòng người chỉ có tình thương, hành tinh chỉ có thiên đường mà thôi. Nam mô Việt Nam cực lạc thế giới đại đồng, hành tinh đoàn kết Hồ Chí Minh A Di Đà Phật. Nam mô Việt Nam cực lạc thế giới đại đồng, hành tinh đoàn kết Hồ Chí Minh A Di Đà Phật. Nam mô Việt Nam cực lạc thế giới đại đồng, hành tinh đoàn kết Hồ Chí Minh A Di Đà Phật. Xin quy Ngọc Phật. Xin nguyện hiện dân kính đạo tình thương hòa bình thân thiện. Tâm nguyện hiện dân kiểm sâu kinh pháp truyền tâm hòa bình. Quy Phật Ngọc tâm nguyện tâm đạo hòa bình đời chân thiện mỹ thế kỷ vàng son. Xin quy Ngọc Phật. Con xin năm ơn ạ, xin ta tất cả các cụ là tất cả các Phật tử quỳ để xin năm ơn nhé. Một ơn là con ơn trời cha đất mẹ.